Chương 1562, đối phó với Liễu Tuấn. Tuy nhiên Lý Đào cảm thấy đang tốt lành thì bị một câu gần như vô ý của Tạ Viện đánh tan, mặc dù Lý Đào không phải thích gì Tạ Viện, xuất phát từ đồng minh trên chính trị Lý Đào vẫn nỗ lực qua lại với Tạ Viện, trên biểu hiện chí ít có thể duy trì được, những nơi Lý Đào trải qua công tác không phải quá phong phú, kinh nghiệm công tác tại bộ ủy thì không như vậy. Người có thời gian công tác tại Bộ ủy quốc gia càng dài thì càng giỏi về xử lý quan hệ nhân sự tại văn phòng, Lý Đào xuất ra thủ đoạn ứng đối với các đồng sự để dùng trên người Tạ viện, quả nhiên ứng nghiệm như thần, thỉnh thoảng Tạ viện cũng đưa ra lời mời gặp gỡ với Lý Đào, cả hai vui vẻ phó ước. Mặc dù nam nữ hữu biệt nhưng vẫn có rất nhiều đề tài chung có thể lấy để tán gẫu, tại một lần gặp gỡ, Lý Đào uống hơi nhiều nên nói năng không giữ miệng mang theo một chút thận trọng nói cho tạ viện biết mình đã chuẩn bị kế hoạch để từng bước nắm trong tay phủ thị chính mà căn cơ của kế hoạch này đó là mức độ ủng hộ của liễu tuấn đối với hắn ở trên vấn đề nhân sự thế nào tạ viện cười dài sau đó thờ ơ nói một câu đó là liễu tuấn tự nguyện đưa cho anh thôi tất cả đều nằm ở trong vòng khống chế của anh ta những lời này khiến lý đào chợt tỉnh táo lại khi tỉ mỉ suy nghĩ thì đúng là như vậy hắn quả thực đã đề xuất qua với liễu tuấn phương án bổ nhiệm và miễn nhiệm nhân sự của vài cấp quan trọng mỗi lần trên cơ bản đều có thể được liễu tuấn thông qua hiện tại ngẫm lại kỳ thực tất cả những điều chỉnh này đều là hắn phỏng đoán tâm ý của liễu tuấn mà đề xuất mấy cán bộ bị điều chỉnh dựa theo quy củ của liễu tuấn phải tiến bộ làm được thành tích thì đều không đủ tư cách nói cách khác cho dù lý đào không đề xuất điều chỉnh nói không chừng liễu bí thư cũng sẽ xê dịch vị trí của họ nếu Lý Đào đã đưa ra thì Liễu Tuấn liền thuận nước dông thuyền, phát ơn huệ mà không phí công, thậm chí nếu theo phân tích của các cán bộ có tâm lý tương đối tối tâm thì đây là Liễu Bí Thư đang đưa Lý Thị Trưởng ra làm kẻ ác thay, còn mình thì trốn ở sau lưng cổ động. Lý Thị Trưởng bị Liễu Bí Thư bán mà còn giúp người ta kiếm tiền, tạ viện không thèm để ý đến Lý Thị Trưởng đang không vui, nói tiếp, nếu như quả thật là cán bộ Liễu Tuấn nhìn trúng, cho dù anh có nói khàn cổ thì anh ta cũng sẽ không đồng ý đâu. Lý Đào Đanh chấp nhận, mặc dù hắn còn chưa có thử qua nhưng cũng thừa nhận lời của tạ viện rất có đạo lý. Hiển nhiên một câu nói của mình đã đánh bại Lý Đào, trong lòng tạ viện rất là đắc ý. Lý Đào là thị trưởng, là người đứng đầu chính phủ, nhưng tạ viện lại không coi hắn là thượng cấp. Hiện tại tạ viện cũng chỉ là cán bộ cấp chính phòng, cấp bậc không dưới Lý Đào, bài danh bên trong đảng cũng không thua kém Lý Đào một vị. Về tư, tạ viện tự cảm thấy mình đã thành người của thai Duy Thanh, đối với toàn bộ cán bộ cấp phòng cục của tỉnh a tạ phó bí thư vẫn chưa đặt ở trong lòng đương nhiên tạ viện làm như vậy cũng không hoàn toàn là muốn đã kích lý đào chỉ là nhắc nhở hắn một chút đừng tưởng rằng liễu tuấn dễ đối phó như vậy ngoài ra cũng không bài trừ tạ viện thân là đàn bà có một chút tâm lý hư vinh khó hiểu lý đào là thị trưởng thì sao chứ luận đến kinh nghiệm chính trị và kiến thức quan trường còn chưa biết ai hơn ai tạ viện bà có thể bước lên địa vị cao như ngày nay cũng không phải chuyện chơi mọi người đều là tướng của thai hệ muốn tiến lên thì phải bảo trì nhất trí trên mặt mũi cũng phải phụng lý đào là chủ dù sao hắn là thị trưởng người đứng đầu chính phủ danh chính ngôn thuận nếu như tạ viện lên lớp hắn quá thì không khỏi bị người khác lên án là cương ngạnh không hiểu quy củ ỷ vào thai duy thanh sủng ái cả vú lấp miệng em điểm này tạ viện cũng biết khá rõ tuy nhiên nói lý thì tạ viện cũng không ngại tại trước mặt lý đào biểu hiện ra kinh nghiệm chính trị và trí tuệ quan trường của mình phong phú thế nào bà muốn nói cho lý đào chúng ta là đồng minh không phải là cấp trên dưới giữa chúng ta chỉ có hợp tác không có lệ thuộc lý đào anh nếu muốn chỉnh bà thì không thể được tạ viện làm như thế còn có yêu cầu hiện thực dù sao lý đào là thị trưởng trong tay quản ngân quỹ rất nhiều giao khoán của công trình cũng đều nằm ở trong tay lý đào tại điểm này liễu tuấn tương đối chịu quy củ cũng không tùy tiện can thiệp vào quyền tài trong tay lý đào hoặc là liễu tuấn xem thường nên không can thiệp điểm khác nhau giữa bí thư thành ủy và thị trưởng vẫn rất lớn nhất là liễu tuấn thân là phó bí thư tỉnh ủy nhãn giới càng cao hơn một bậc nếu lúc nào cũng tới tranh đoạt với lý đào những quyền lực này vị miễn có vẻ liễu bí thư không phóng khoáng không đủ lề lối tuy nhiên lề lối của liễu bí thư rất cao không có nghĩa là tạ phó bí thư lề lối cũng cao tạ phó bí thư vẫn mê mẩn đối với theo đuổi tiền tài chỉ có thuyết phục được lý thị trưởng thì tạ phó bí thư mới dễ lẽ thẳng khí hùng ngửa tay muốn công trình của lý đào đúng chính là lẽ thẳng khí hùng điểm này rất quan trọng bằng không thì sẽ biến thành tạ phó bí thư đang cầu lý thị trưởng tạ viện cũng không cam tâm tình nguyện làm vậy trên việc công tôi toàn lực ủng hộ anh như vậy anh nên cho tôi một ít hồi báo cái này gọi là lễ thượng vãng lai ai cũng không thua thiệt ai quả nhiên qua lần đó quan cảm của Lý Đào đối với tạ viện đề thăng không ít. Người đàn bà này quả thật có trí tuệ chính trị nhất định, không chỉ đơn giản là chỉ dựa vào một ai đó, nhưng tạ phó bí thư ở trước mặt Lý Thị Trưởng chỉ điểm Giang Sơn, khi đến tai thai bí thư lại phải chịu một trận phê bình nho nhỏ. Đương nhiên, thai bí thư là cười phê bình, sau khi nghe xong tạ phó bí thư đắc ý nói lại quá trình đã trải qua, thai bí thư vuốt ve bờ mông đẩy đà nhẵn bóng của tạ phó bí thư, mỉm cười nói, lý đào vẫn là người rất thông minh đã tìm được phương pháp chính xác để đối phó liễu tuấn tạ viện hơi khó hiểu đương nhiên cũng có phần không phục sao hắn ta có thể tìm được phương pháp chính xác của đối phó liễu tuấn chứ hắn làm gọi là gậy ông đập lưng ông liễu tuấn đưa ra tiêu chuẩn khảo sát cán bộ lý đào cũng chấp hành theo cho nên mỗi lần đề xuất án nhậm miễn nhân sự đều có thể thuận lợi thông qua tại chỗ liễu tuấn điểm này rất quan trọng lý đào chỗ dựa chưa vững đối cứng với liễu tuấn khẳng định không được Liễu Tuấn tổ chức tại Ngọc Lan trước sau cũng 4,5 năm, lại chiếm vị trí có lợi, Lý Đào muốn đối cứng với hắn chính là tự tìm tìm phiền toái, hiện tại dùng phương pháp này rất tốt, các cán bộ phía dưới thấy Lý Đào mỗi lần đề án đều có thể thông qua tại chỗ Liễu Tuấn thì đương nhiên phải kính để hắn, điều này rất có lợi đối với việc hắn tạo uy tín tại phủ thị chính Ngọc Lan, Thay Duy Thanh giải thích, cũng chỉ khi đối với tạ viện thì Thay Duy Thanh mới có tâm tình tốt như vậy, không ngại phiền giải thích cho cô ta. Nếu đổi lại những người khác, thai bí thư sẽ không kiên nhẫn mà nói với ngươi nhiều như vậy, đồng ý cảnh tỉnh ngươi một câu đã rất để mắt rồi, còn việc khác thì tự ngươi đi giác ngộ, tạ viện ngã đầu suy nghĩ, mọi chuyện thật đúng là như vậy. Nếu như Lý Đào thực sự là hồ đồ, muốn chơi cứng kéo xuống hết các cán bộ liễu tuấn coi trọng, nhất định phải đầu rơi máu chảy. Điều này đối với một thị trưởng mới vừa nhậm chức như Lý Đào tuyệt đối là một đã kích trầm trọng hiện tại lý đào làm như thế mặc dù là theo ý của liễu tuấn nhưng dần dần cũng đã tạo được uy tín các đầu não bên phủ thị chính đối với lý thị trưởng cũng kính nể nhiều hơn trước kia ôi chao trên quan trường thật đúng là không một người nào đơn giản tạ viện cảm khái nói thay duy thanh chỉ mỉm cười không nói thêm điều gì chuyện vốn là như vậy người có thể đơn giản làm được cấp chính phòng thì có thể làm được thị trưởng của một thành phố tỉnh lỵ xem ra cao gia đề cử không phải là không có đạo lý thậm chí Thay duy thanh có chút bội phục mấy tên lợi hại tinh minh của Cao gia lúc này Lý Đào quả thực là xếp vào danh sách huấn luyện cán bộ hậu bị của Cao hệ nhưng có được trọng dụng hay không thì còn phải qua kiểm nghiệm thực chiến cũng không cần phải nghiêm khắc hơn so với đưa cho Liễu Tuấn tự mình kiểm nghiệm đưa Lý Đào tới Ngọc Lan thứ nhất là ủng hộ Thay duy thanh cho hắn một cái thể diện thứ hai cũng là muốn nhìn bản lĩnh chân thực của Lý Đào tới cùng ra sao giả sử để chặn Liễu Tuấn nếu như không thành vấn đề thì tuyệt đối là một nhân tài. Liễu Tuấn này chính là người nối nghiệp của đại phái hệ người ta tận lực bồi dưỡng, địa vị của y không thua gì cao trường hồng tại cao hệ. Giả sử lý đào không đỡ được, bị bại trận cũng không sao, coi như là Liễu Tuấn giúp họ kiểm nghiệm một món hàng loại hai để sau này tránh phải khi đưa tới vị trí quan trọng hơn để rồi xảy ra sự cố, vậy thì càng không được. Chỉ không biết bản thân Lý Đào có rõ dụng tâm của cao hệ hay không, nghĩ đến ít nhiều chắc cũng phải thông suốt một chút lúc này ngồi đối diện với liễu tuấn lý đào đang do dự có nên bàn với liễu tuấn chuyện điều chỉnh cán bộ hay không liễu tuấn đã mở miệng trước thị trưởng hiệu quả của chiêu thương dẫn tư năm nay vẫn rất tốt tàu hoài viễn của cục thuế đất làm việc cũng rất được quét sạch rất nhiều vùng không bị ảnh hưởng phỏng chừng thu nhập tài chính của toàn thành phố năm nay sẽ được nâng cao trên diện rộng lý đào vội gật đầu đáp đúng vậy bí thư đầu tháng 10 năm nay đã hoàn thành 6,7 tỷ thu nhập tài chính, đã hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ cả năm mà Phủ Thị Chính đã đề ra, hai tháng còn lại phỏng chừng thu nhập tài chính cả năm nay có thể đạt ngoài 8,5 tỷ, so sánh với năm ngoái, hiệu suất tăng trưởng đạt được 150%, thành tích cực kỳ tốt. Năng lực công tác của Tàu Hoài Viễn quả thực rất mạnh, người này dùng rất được, Liễu Tuấn Miễn cười nói, vượt tăng trưởng 50%, quả nhiên là rất tốt. Đây cũng là kết quả mọi người cùng cố gắng. Sự thực chứng minh, không cần chuyển nhượng đất đai quy mô lớn chúng ta vẫn có thể tăng thu nhập tài chính, tăng tài lực khả dụng, chúng ta phải tranh thủ vào năm tới đạt thành mục tiêu thu nhập tài chính hơn 10 tỷ. Đương nhiên, ngoại trừ tiếp tục gia tăng cường độ chiêu thương dẫn tư, gia tăng độ trưng thu, rút gọn cơ cấu cùng nhân viên, giảm những khoản chi hành chính không tất yếu, nghiêm khắc thực hiện tiết kiệm đều rất cần phải tiến hành nghe được liễu tuấn nói rút gọn cơ cấu nhân viên trong lòng lý đào khẽ giật thót không ngờ vị này lại muốn nghịch thiên hành sự vị bí thư trẻ tuổi này thật đúng là không chịu yên tĩnh tuy nhiên lý đào rất nhanh đã điều chỉnh tốt ý nghĩ cẩn thận đáp đúng vậy bí thư những biện pháp này quả thực cũng rất quan trọng nhất là rút gọn cơ cấu cùng nhân viên giảm chi tiêu tăng thu giảm chi những bộ phận cấu thành quan trọng ngày hôm nay tôi cũng đang muốn trò chuyện với bí thư về việc này đây chương 1563, an trí nhà xảy ra vấn đề. Lý Đào chợt thấy phiền muộn, có vẻ như chủ đề này là chính bản thân bí thư đại nhân đề cập, vì sao mình vừa tiếp lời ông vua này thì lại nguyện nghe tỏ tường chứ, xem ra sau này nhất định phải nói năng cẩn thận một chút, bằng không thì chỉ hơi sơ sẩy sẽ bị Liễu Tuấn chui qua kẻ hở. Đầu óc của người này không phải là tốt thông thường, xoay chuyển cũng thật nhanh. Chỉ là nếu Liễu Tuấn đã nguyện nghe tỏ tường thì Lý Đào cũng chỉ có thể kiên trì nói vài câu, chung quy không thể nói mình chưa nghĩ ra, rồi mời bí thư chỉ điểm. Công ty trên dưới này vẫn phải chú ý một chút, giả như chức vị của Lý Đào trên Liễu Tuấn thì cũng có thể phản bác, bí thư, ý kiến của cá nhân tôi là hiện nay Ngọc Lan chúng ta cán bộ biên chế đã vượt quá chỉ tiêu, rất nhiều đơn vị, nhất là từ đơn vị tính toán tài chính, tình huống vượt biên chế đặc biệt nghiêm trọng, phần lớn công nhân viên chức chính thức chỉ để ý ngồi ở phòng làm việc, ra ngoài phiên trực thì tất cả đều coi là công việc tạm thời. Vì gom đủ công để lấy tiền thưởng của những người này nên phải nghĩ cách tại trên đầu người dân. Loại hiện tượng này khắp nơi cả nước đều có, cũng không phải điểm đặc thù của Ngọc Lan chúng ta. Tạm thời Lý Đào còn chưa rõ trong lòng Liễu Tuấn là nghĩ như thế nào, chỉ có thể cẩn thận tìm từ, nói thăm dò. Liễu Tuấn chỉ cười không lên tiếng, yên lặng đợi đoạn sau khi cùng hợp tác nói chuyện với thuộc hạ nắm chặt quyền chủ động ngôn ngữ là thủ đoạn cần thiết của người cấp trên liễu tuấn cũng không ngoại lệ lý đào bất đắc dĩ chỉ phải nói tiếp cá nhân tôi cho rằng loại hiện tượng này tồn tại đã lâu mặc dù không nói tồn tại là hợp lý nhưng tồn tại thời gian dài như vậy hơn nửa phạm vi tồn tại rộng rãi nếu muốn trong khoảng thời gian ngắn trị tận gốc chỉ sợ là cực kỳ trắc trở hiện nay xảy ra nang đề nang giải trước mặt của chúng ta không chỉ một hai cái thực sự không thích hợp động can qua. Liễu Tuấn thản nhiên hỏi, vậy ý của thị trưởng là bỏ mặt, mặt cho nó tự nhiên. Lý Đào hơi hoảng, bí thư hiểu lầm ý của tôi rồi, không phải tôi nói bỏ mặt mà là cho rằng, trên thủ đoạn xử trí nên thận trọng, suy nghĩ cho chu toàn thêm. Liễu Tuấn chậm rãi gật đầu, hút một hơi thuốc, nói, lời của thị trưởng rất có đạo lý. Như vậy thị trưởng cho rằng nên xử trí thế nào mới là thận trọng, mới là chu toàn, Lý Đào từ từ bình tĩnh trở lại, ý nghĩ bắt đầu trôi chảy không có vội vã trả lời vấn đề của liễu tuấn cũng hít hai hơi thuốc lại nâng chung trà lên uống mấy ngụm trầm ngâm nói bí thư đây là một vấn đề liên lụy toàn cục không cần che giấu người có thể tiến vào đơn vị nhà nước mặc kệ là chính thức công việc chính thức hay là công việc tạm thời khẳng định đều cũng có quan hệ nhất định hơn nữa đa số là có quan hệ với cán bộ lãnh đạo nếu như chúng ta thanh lý toàn bộ những người vượt biên chế này thì sẽ biến thành một vấn đề xã hội rất nghiêm trọng không nói đến mạng lưới quan hệ của họ sẽ kiệt lực phản đối, nhất định một số người, cả vài vạn người, thoáng cái toàn bộ về nhà đợi việc, xã hội và gia đình đều khó có thể tiêu hóa. Một bộ phận người trong đó tại đơn vị công tác đã nhiều năm, bản thân chính là trụ cột của gia đình, là nơi phát ra kinh tế chủ yếu. Một khi họ thất nghiệp sẽ tạo thành xã hội hỗn loạn, ảnh hưởng đến căn cơ. Hơn nữa, nhiều người lưu lại chỗ hỏng công tác như vậy, trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp có thay thế bổ sung hữu hiệu hệ thống hành chính của chúng ta sẽ xuất hiện vết nứt ảnh hưởng đến vận hành của toàn thành phố cho nên đành phải thận trọng liệu tuấn mỉm cười lời này của thị trưởng rất có đạo lý tuy nhiên hiện tại chúng ta thương thảo chính là nên xử lý thế nào ngụ ý tôi không phải là tới nghe anh kể khổ tôi muốn nghe chính là chủ ý mới là thận trọng mới là chu toàn của anh cơ lý đào hơi nóng mặt Nói chuyện với Liễu Tuấn thật đúng là phí công tốn sức, không móc ra hàng thật mà muốn qua ải thì độ khó không phải thường. Bí thư, tôi thấy việc này có thể chia hai bước, không, nghiêm ngặt mà nói, cần phải là phân ba bước rồi phải đi từng bước một. Lý Đào suy nghĩ rồi nói, Liễu Tuấn dương mày, cảm thấy có phần thú vị. Kỳ thực, Liễu Tuấn cũng không phải thực sự muốn chèn ép Lý Đào như vậy. Nếu nói từ ý nghĩa nào đó thì Liễu Tuấn là đang đề cao Lý Đào. Trình độ lý luận của Lý Đào rất cao, công việc tại bộ ủy quốc gia cũng rất quen thuộc chỗ còn thiếu khuyết của hắn là địa phương công tác kinh nghiệm không đủ phong phú liễu tuấn hy vọng lý đào có thể nhanh chóng bổ sung một khóa này cũng không phải là nói liễu tuấn có kiên trì mạc bồi dưỡng cán bộ miễn phí cho cao hệ mà lý đào thân là thị trưởng ngọc lan là người hợp tác chủ yếu với y năng lực tại xử lý vấn đề thực tế càng nâng cao thì đối với liễu tuấn trợ giúp cũng càng lớn liễu tuấn cũng không muốn như đinh ngọc chu đến chỗ nào cũng quản lý toàn bộ tôn chỉ quản lý đoàn đội của y xưa nay chính là nhân tẩn kỳ tài thân là bí thư thành ủy thì cần phải làm đoàn kết sử dụng tốt những nhân tài này mà không phải là áp chế họ khiến cho họ không ngóc đầu lên được nhìn qua tuy là uy phong lẫm lẫm hình như thành phố ngọc lan không có liễu bí thư thì không xoay chuyển được kỳ thực đây là một loại tư tưởng sai lầm cho tới bây giờ liễu tuấn cũng không kiên kỵ những người hợp tác hoặc là thuộc hạ tại một lĩnh vực nào đó có năng lực siêu việt hơn mình không có ai là vạn năng liễu tuấn và các cán bộ thuộc hạ của y kỳ thực chính là quan hệ giữa bá nhạc và bầy ngựa liễu tuấn là bá nhạc trách nhiệm của y chính là phát hiện thiên lý mã đồng thời để cho những con thiên lý mã này tìm được vị trí có thể phát huy sở trường nhất sau đó khống chế bước đi của chúng mà không phải đưa mỗi con thiên lý mã đi thi đấu cước lực xem ai chạy nhanh hơn lý đào nói bước đầu tiên là hạn chế đưa nhân viên vượt quá chỉ tiêu đưa vào các đơn vị cấp dưới và bộ môn chính phủ đây là yêu cầu nghiêm ngặt Biên ủy và Cục Tài chính thành phố phải thống kê lại các nhân viên trong biên chế thực tế của các đơn vị sự nghiệp hành chính trong toàn thành phố hiện nay, mặc kệ là biên chế bên trong hay là biên chế ngoài, chỉ cần là ở đơn vị lĩnh tiền lương thì có một người tính một người, phải thống kê toàn bộ, chúng ta phải nắm chắc trong lòng. Ý kiến của cá nhân tôi là số người này tạm thời không động đến, tiếp tục giữ lại. Điều chúng ta muốn làm là trong vào năm tới phải hạn chế đưa vào nhân viên mới, ngoại trừ sinh viên tốt nghiệp được quốc gia phân phối và cán bộ quân đội chuyển nghề trên nguyên tắc những người khác không được đưa vào như vậy chúng ta có thể nắm được ngọn nguồn vượt biên chế liễu tuấn hơi gật đầu bước đầu tiên của lý đào rất chính xác rút gọn cơ cấu cùng nhân viên đầu tiên chính là phải nắm được đầu nguồn bằng không thì rút gọn bên này bên kia lại ầm ầm đưa vào căn bản là tiến hành không xong cuối cùng chỉ có thể dẫn đến phân phối lại cho một số người có dụng ý xấu có thể thừa cơ hội thanh lý những kẻ không vừa mắt rồi đưa vào người thân cận của mình. Bước thứ hai chính là bắt điển hình. Tóm lấy mấy đơn vị vượt biên chế nghiêm trọng nhất, nghiêm khắc xử phạt những cán bộ lãnh đạo chủ chốt của những đơn vị này, thanh lý các nhân viên đã vượt quá chỉ tiêu nghiêm trọng để cho tất cả mọi người thấy, phủ thị chính thành ủy lần này là hạ quyết tâm, đừng có hy vọng gặp may qua được kiểm tra, lý đào càng nói ý nghĩ càng rõ ràng hơn. Trong ánh mắt cũng bắt đầu thoáng hiện lên vẻ tự tin, tính cách của Lý Đào chính là như thế, hoặc là không mở miệng, một khi ý nghĩ đã trôi chảy rồi, bắt đầu trình bày ý kiến của mình thì càng nói càng tự tin. Điều này cũng xây dựng trên cơ sở lý luận vững chắc. Chí ít nói rõ, phần lớn thời gian ý nghĩ của Lý Đào rất là minh mẫn, sau khi nghiêm túc xử lý những điển hình vượt biên chế, sau đó mới từng bước thanh lý các nhân viên vượt biên chế toàn thành phố. Thành thật mà nói, bí thư muốn hoàn toàn định người y theo biên chế tôi cho rằng rất khó làm được biên chế của chúng ta cũng chưa hẳn có khoa học biên chế của một số đơn vị đều đã vượt quá chỉ tiêu mà mặt khác biên chế của một số đơn vị có thể tồn tại không đủ toàn bộ là áp đặt không thích hợp cũng sẽ ảnh hưởng đến công tác dẫn đến một số khâu xuất hiện lỗ thủng cái này kỳ thực có quan hệ đến sự trì trệ của rất nhiều cán bộ nếu chân chính áp chế những nhân viên này vào vòng biên chế chỉ sợ rất nhiều mắt xích sẽ bị gián đoạn ngược lại ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc làm sao tìm được một điều kiện tốt nhất hoặc là tương đối hợp lý cân đối là một việc rất đau đầu cần phải nghiên cứu suy tính kỹ càng mới có thể tìm được liễu tuấn hỏi ngược lại ý của thị trưởng là cho phép vượt biên chế với mức độ nhất định chỉ cần không thái quá là được lý đào gật đầu thản nhiên đáp đúng như vậy mọi việc phải căn cứ vào tình hình thực tế chưa giải quyết liễu tuấn chưa có vội tỏ thái độ trầm ngâm một lúc mới nói ý của thị trưởng tôi cho rằng cơ bản là chính xác cũng có thể làm được đầu tiên chúng ta phải xác định một tiền đề đó chính là bắt đầu từ sang năm phải hạn chế tăng trưởng nhân viên tiền đề này không được giao động chúng ta đều phải suy nghĩ lại mọi chuyện đều phải xử lý cẩn thận sau đó mới thương lượng đưa ra một phương án hoàn chỉnh để thảo luận trên hội thường ủy ừ tôi hoàn toàn tán thành ý kiến của bí thư phương án này tôi sẽ bảo người khởi thảo trước đến lúc đó sẽ mời bí thư thẩm duyệt lý đào khách khí nói được, vậy thì làm phiền thị trưởng. Lý Đào vội nói, không phiền hà, đây là bản chất công tác của tôi mà. Sau khi Lý Đào đi rồi, Liễu Tuấn không có về bàn xử lý công vụ mà tiếp tục ngồi ở trên ghế sofa, hơi dựa đầu về phía sau, khẽ nhíu mày suy nghĩ, Kha Khải Phàm đi vào thu dọn, thấy điệu bộ này muốn nói lại thôi. Liễu Tuấn thản nhiên nói, Khải Phàm, có gì thì nói đi, vâng. Kha Khải Phàm lên tiếng, lập tức nói, bí thư, Ngày hôm nay lý thị trưởng có phải bàn với bí thư về việc an trí cho hộ dân tái định cư không? Liễu Tuấn gật đầu, "Ừ, Kha Khải Phàm nói, tôi nghe nói, hình như gần đây xảy ra một số vấn đề." "Xảy ra vấn đề gì?" Liễu Tuấn dương mày, "Việc an trí nhà xảy ra vấn đề không phải là việc nhỏ. Thứ nhất, chủ yếu là áp dụng trên diện tích có sự khác nhau, vốn việc an trí nhà là dựa theo mỗi người 30 mét vuông diện tích để tính toán." nhà ba nhân khẩu chiếu theo quy định hẳn là có diện tích 90 mét vuông, nhưng hiện tại có người phản ánh, diện tích sử dụng thực tế không có nhiều như vậy, chỉ có hơn 80 mét vuông, ngay cả các diện tích công cộng như hàng lang thang lầu cũng bị chủ thầu xây dựng đưa vào tính toán. Kha Khải Phàm vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Liễu Tuấn, còn có vấn đề gì, còn có chính là chất lượng nhà không đạt tiêu chuẩn, một số nhà mới thậm chí xuất hiện vết nứt. Đương nhiên, tạm thời vẫn chỉ là hiện tượng cá biệt, không phổ biến. Liễu Tuấn không khỏi nhíu mày, sắc mặt rất không vui, chương 1564, Liễu Tấn Tài không phải là ngồi không. Chủ thầu an trí nhà cho khu mới không phải là Cận Hữu Vi sao? Sao hắn lại vô liêm sỉ như thế, Liễu bí thư rất bất mãn, Liễu Tuấn và Cận Hữu Vi là bạn bè, hơn nữa còn là bạn rất thân, nhưng Liễu Tuấn tuyệt không cho phép có người ở có chủ ý gì trên việc an trí nhà. Mặc kệ người đó là ai, nhưng Liễu Tuấn vẫn còn chưa tin. Cận hữu vi tuyệt đối không đến mức làm ra chuyện vô liêm sỉ như vậy, tên này tuy có lăng nhăng nhưng trên đại sự lại rất nghiêm túc, Kha Khải Phàm vội vàng giải thích, không phải là điền sản tinh vũ, cũng không phải điền sản hào uyển hay là điền sản quảng hạ. Hiện nay tổng cộng khu mới có 3 nhà thầu, ý của thị trưởng bên kia là muốn tiến cử thêm mấy nhà nữa như vậy mới có cạnh tranh, Liễu Tuấn gật đầu, có cạnh tranh mới có động lực, cách nghĩ này cũng đúng, điền sản hào uyển Liễu Tuấn có nghe nói qua, là một công ty điền sản rất có thực lực tại thành phố Ngọc Lan, quy mô rất lớn, chỉ là so với tinh vũ và quảng hạ thì thua vài phần. Lão tổng của điền sản hào uyển tên là Miêu Chính Cường, dạ, nghe nói có quan hệ khá mật thiết với bí thư tạ viện. Kha Khải Phàm nói tiếp, giọng vẫn rất bình thản, không mang theo chút tâm tình nào. Liễu Tuấn chậm rãi gật đầu, từ, tôi biết rồi. Kha Khải Phàm liền im lặng, nhẹ nhàng lui ra ngoài. Tuy nhiên trong lòng Kha Khải Phàm cũng có chút buồn bực, nghe nói an trí nhà xảy ra vấn đề, không ngờ liễu bí thư vẫn bình tĩnh như vậy, đây không hề giống với tác phong xưa nay của liễu bí thư. Trước kia khi đụng tới vấn đề như vậy dù cho sự việc có nhỏ thì liễu bí thư cũng truy ra manh mối. Liễu Tuấn chính là dùng loại phương thức giám sát cẩn thận tỉ mỉ này để giám sát cơ cấu chấp chính khổng lồ của thành phố Ngọc Lan vận hành tốt. Thân là bí thư thành ủy, Liễu Tuấn không thể việc nào cũng nhìn rõ, điều y có thể làm chính là phát hiện một vấn đề lập tức không chút do dự truy cứu tới cùng, khi chất vấn người thì dùng một loại phương pháp cùng loại với phán lệ, để cho các cán bộ của Ngọc Lan cũng biết, anh chị không thể phạm tội, bằng không thì, một khi bị liễu bí thư biết thì sẽ không có kết quả tốt, tạo ra một loại tác dụng chấn nhiếp, nhưng hiện tại, hình như liễu bí thư không định truy cứu chuyện này, hoặc là cho dù truy cứu, thủ pháp cũng sẽ không quá mạnh mẽ, Kha Khải Phàm nghĩ tới nghĩ lui, phỏng chừng vẫn là bởi vì quan hệ của tạ viện một đoạn thời gian tới nay, liễu bí thư đối với Lý Thị Trưởng và tạ phó bí thư hình như đều rất rộng rãi, nhất là tạ phó bí thư, đề bạc một số cán bộ cũng không phải rất hợp cách, trên cơ bản liễu bí thư cũng nhất nhất phê chuẩn, rất ít khi bác bỏ, bởi vậy bình thường uy vọng của tạ phó bí thư trong cảm nhận của các cán bộ tăng nhiều, không chỉ trở thành đối tượng để các cán bộ tranh nhau nịnh bợ cũng thành đại quan để rất nhiều thương nhân tranh nhau nịnh hóc lấy lòng, căn cứ theo tin tức Kha Khải Phàm nhận được. Miêu Chính Cường này trước kia có chút quan hệ với Tạ Viện, đương nhiên, không phải là mật thiết, thời gian đó Tạ Viện còn là trưởng phòng tuyên truyền thành ủy, mặc dù coi là lãnh đạo thành ủy nhưng thường không thể can thiệp vào lĩnh vực kinh tế, không thấy được quyền lực, Miêu Chính Cường tận lực tiếp cận các lãnh đạo trong thành phố cũng không có qua Tạ Viện. Mặc kệ nói như thế nào, có một người bạn là trưởng phòng tuyên truyền thành ủy chung quy không phải là chuyện gì xấu, hiện tại thực quyền của Tạ Viện tăng nhiều có người nói còn leo lên nhánh cao của bí thư tỉnh ủy thai duy thanh lập tức giá trị tăng gấp trăm lần miêu chính cường âm thầm may mắn lúc trước kết giao với tạ viện là một lựa chọn cực kỳ sáng suốt tình hình trên quan trường vốn chính là thay đổi trong nháy mắt không có cây xanh mãi cũng không có người đứng mãi ở một bên chỉ cần còn đang ở trong thể chế dù cho hiện tại ngồi ghế lạnh đến thời cơ thích hợp thì sẽ trỗi dậy thí dụ như phàn chí vĩ chính là điển hình tạ viện cũng có ý tứ này tạ viện tay cầm đại quyền, miêu chính cường lập tức bám sát cũng là bình thường, chỉ là Kha Khải Phàm không rõ, vì sao Liễu Tuấn lại dễ dàng tha cho tạ viện như vậy, lẽ nào Liễu Bí Thư đang kiên kỵ tạ viện và thai Duy Thanh? Nói như vậy cũng không đúng, dù sao thai Duy Thanh là Bí Thư tỉnh ủy, chấp trưởng quyền to, cường thế như Liễu Nha Nội cũng không thể không có điều cố kỵ. Tuy nhiên Kha Khải Phạm Thủy chung không phải là người rất tin tưởng vào phán đoán của mình hắn mặc dù đi theo liễu tuấn đã một đoạn thời gian liễu tuấn đã tận lực bồi dưỡng hắn cũng không ở trước mặt hắn làm ra vẻ cao thâm thế nhưng đối với ý nghĩ ở sâu trong nội tâm của liễu tuấn kha khải phàm vẫn nắm bắt không được hình như liễu bí thư luôn có thể tại thời khắc không tưởng thậm chí là ở thời gian tất cả mọi người cho rằng đại cục đã định vô lực xoay chuyển trời đất thì kỳ binh xông ra chuyển bại thành thắng thế thì lần này có phải liễu bí thư cũng có dụng ý càng sâu hơn không thật khó đoán nhưng Kha Khải Phàm biết, việc này khẳng định phải giải quyết, về phần giải quyết thế nào thì phải nhìn thủ pháp của Liễu Tuấn. Liễu Tuấn vẫn ngồi ở trên ghế sofa, yên lặng hút thuốc suy tư. Hiện giờ mấy vấn đề an trí nhà không phải là điều Liễu Bí Thư quan tâm nhất, điều y quan tâm nhất chính là cấp trên. Lập tức sẽ đến cuối năm, thời gian cách hội nghị hội đồng nhân dân lần thứ hai khóa 10 còn chưa tới 5 tháng cha y lần đầu tiên ở trên đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc đại biểu chính phủ trung ương làm báo cáo công tác chính phủ điền sản nhà đất có thể xem như sản nghiệp trụ cục xuất hiện tại trong báo cáo công tác chính phủ hay không là tiêu điểm hiện nay khắp nơi quan tâm liễu tuấn đặc biệt quan tâm việc này không chỉ có quan hệ đến dân sinh càng có quan hệ đến danh vọng thậm chí địa vị của cha y có thể sẽ ảnh hưởng đến bình phán của hậu thế đối với liễu tấn tài thậm chí còn có thể dẫn phát ra một cơn lốc chính trị không lường kết quả thế nào, hiện tại Liễu Tuấn không cách nào biết trước được, tuy nhiên thân là bí thư thành ủy muốn an tĩnh cũng không dễ dàng, Liễu bí thư lại hút thêm một điếu thuốc, chưa hít được hai hơi thì điện thoại di động vang lên. Liễu Tuấn cầm lấy điện thoại di động lên xem thì thấy là nghiêm minh gọi tới, Liễu Tuấn, có một chuyện, ba bảo anh thông báo cho cậu một tiếng, tổ tuần sát trung ương muốn đến thành phố Ngọc Lan, nguyên phó bí thư trung kỷ ủy tưởng lão dẫn đội. Nghiêm Minh chậm rãi nói ở trong điện thoại nghiêm minh hiện giờ đã không còn cái bệnh trẻ tuổi nông nổi càng thêm trầm ổn lão luyện rất có khí tượng quan lớn liễu tuấn hơi giật mình đơn vị tuần sát trung ương là tổ chức dưới chỉ thị của đảng trung ương do trung kỷ ủy trung tổ bộ thiết lập tổ trưởng tổ tuần sát trung ương do cán bộ cấp lãnh đạo bộ chính tỉnh chưa về hưu đã rời khỏi cương vị công tác đảm nhiệm tổ viên của tổ dò xét đa phần là cán bộ cấp bộ phó tỉnh cũng có cán bộ cấp cục chính phòng tổ tuần sát này có thể nói tay cầm đại quyền có phần như khâm sai đại thần, liễu tuấn, tổ tuần sát lần này có lẽ chính là chỉ vào thành phố Ngọc Lan. Đương nhiên, trên danh nghĩa là tuần sát bình thường, nghiêm minh hơi trầm mặt rồi lại chậm rãi nói tiếp, liễu tuấn từ một tiếng, chức trách chính yếu của tổ tuần sát trung ương chính là giám sát cán bộ lãnh đạo chủ chốt của địa phương, đổi lại một câu khác chính là chuyên môn nhắm vào những người đứng đầu. Đương nhiên, tổ tuần sát trung ương đến cả tỉnh A, người khẩn trương không chỉ một mình y có vẻ như người đứng đầu tỉnh A chính là Thai Duy Thanh. Tuy nhiên, người ta muốn nhằm vào Ngọc Lan cũng chỉ có thể do y đi đỡ, quyền chủ động nằm ở trong tay tổ tuần sát. Nghiêm Minh nói tổ trường tuần sát dẫn đội là tưởng lão, chính là phó bí thư trung kỷ ủy, tại trung kỷ ủy rất có quyền uy, hưởng thụ đại ngộ của cấp phó quốc. Nói như vậy, tổ trưởng của tổ tuần sát trung ương do lãnh đạo cấp bộ chính tỉnh đảm nhiệm lãnh đạo cấp quốc gia như tưởng lão nếu như đảm nhiệm tổ trưởng tổ tuần sát trung ương thông thường đều sẽ đến tỉnh thành phố của bí thư đảng ủy đảm nhiệm ủy viên cục chính trị, tỉ như các tỉnh thành phố tại lĩnh vực kinh tế, lĩnh vực chính trị chiếm địa vị hết sức quan trọng ở quốc nội như tỉnh Dê, thành phố Minh Châu, do tưởng lão dẫn đội mà lại đến tỉnh A, quy cách này có phần hơi cao, có thể thấy được đây cũng không phải là lần tuần sát bình thường, nói nói từ ý nghĩa nào đó lần này tổ tuần sát trung ương đến đây rõ ràng có chứa ý đồ dò xét vấn đề ý nghĩa giám sát đặc biệt rõ ràng lập trường chính trị của tưởng lão cũng không nhất trí với nghiêm liễu hệ có người nói tương đối gần minh châu hệ hai cơ cấu trung kỷ ủy và trung tổ bộ xưa nay là đơn vị nhân viên cấu thành phức tạp nhất trong cơ cấu trung ương cho tới bây giờ cũng không có phe phái nào có thể hoàn toàn nắm trong tay hai cơ cấu này thí dụ như bí thư trung kỷ ủy hiện tại là nghiêm ngọc thành nhưng không có nghĩa là phó bí thư như tưởng lão lý niệm chính trị nhất định sẽ nhất trí cùng Nghiêm Ngọc Thành. Nghiêm Minh Hiểu đã không có lầm khi nói cho Liễu Tuấn, lần này tổ tuần sát của Trung ương có lẽ chính là nhằm vào thành phố Ngọc Lan, điều này càng khiến Liễu Tuấn thêm cảnh giác, bàn cờ đã thăng cấp, có người kiềm chế không được muốn trực tiếp nổ súng về Liễu Tuấn, vì ngăn cản sản nghiệp trụ cột ra sân khấu, Liễu Tuấn đã áp dụng một loạt biện pháp. Trước khi sang SCT Peterburg, đêm khuya đến thăm tiền kiến quân, đạt được hiệu quả hài lòng, tiền kiến quân rất lưu tâm đối với việc điều chỉnh cán bộ tại Giang Khẩu, lấy địa vị hiện tại và uy vọng cao thượng tại tỉnh Dê của tiền kiến quân, bổ nhiệm cho hai cán bộ cấp chính phòng, lãnh đạo tỉnh ủy của tỉnh Dê rất khó mà không nể mặt ông ta. Hai thành viên của Giang Khẩu bị điều nhậm chức tại Bộ ủy Quốc gia, hai thường ủy thành ủy mới được bổ sung đều là cán bộ trẻ tuổi tiếp cận lý niệm chính trị với khâu tình xuyên. Kể từ đó, hoàn cảnh của khâu tình xuyên tại trong ban thành ủy Giang Khẩu đã xoay chuyển rốt cuộc có đủ quyền ngôn ngữ cùng Lê Bí Thư. Lần này điều chỉnh nhân sự tiến hành cực kỳ nhanh, như xét đánh không kịp bưng tai. Lê Bí Thư chưa kịp phát giác thì điều chỉnh đã hoàn thành, muốn ngăn cản cũng không còn kịp rồi. Khâu tình xuyên không phụ nhờ vả, sau khi trong tay nắm quyền ngôn ngữ không chút khách khí chặn lại sản nghiệp trụ cột thông qua tại thành phố Giang Khẩu. Lúc này, bàn cờ tại Giang Khẩu cũng đã tiến vào trạng thái gây cấn, nhưng theo Liễu Tuấn biết, Khâu Tình Xuyên đã đạt được ưu thế, từ phòng ngự toàn diện chuyển thành tiến công toàn diện. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Khâu Tình Xuyên chính vị bí thư thành ủy Giang Khẩu hoặc là càng tiến thêm một bước trở thành cán bộ lãnh đạo cấp chính bộ đã ở trong tầm tay. Thành phố Giang Khẩu mặc dù chỉ là thành phố cấp phó tỉnh, trên nguyên tắc còn tiếp thu lãnh đạo của chính phủ tỉnh tỉnh ủy tỉnh dê, thế nhưng xét thấy địa vị đặc biệt của thành phố Giang Khẩu tại lĩnh vực kinh tế quốc nội, thành phố Giang Khẩu phủ quyết đề nghị coi sản nghiệp nhà đất là sản nghiệp trụ cột của kinh tế quốc dân tại phạm vi toàn quốc đã có tiếng vọng mạnh mẽ, lực ảnh hưởng của nó không dưới lực ảnh hưởng khi bình ổn giá nhà tại thành phố Ngọc Lan. Chính là bởi vì Lê Bí Thư thất thủ tại thành phố Giang Khẩu nên khiến mấy tỉnh thành phố khác đang nóng lòng muốn thử đành phải tạm thời dừng lại, áp dụng thái độ trong ngóng đứng xem, xem ra liệu tấn tài cũng không phải ngồi không, chương 1565, tổ tuần sát trung ương ngầm điều tra. Ngoại trừ tại thành phố Giang Khẩu chặn đứng tiến công của Lê Bí Thư, liễu tuấn bắt đầu dùng tuyệt đại bộ phận lực lượng y nắm trong tay ra sức chiêu thương dẫn tư tạo ra một kiểu mẫu không dựa vào đất đai chuyển thành vàng để phát triển có thể đại lão ở cao tầng nhất biết được tin tức tập đoàn tài chính hải ngoại của y rất rõ ràng sự thành công của thành phố ngọc lan khó có thể phục chế nhưng những người khác thì sẽ không rõ ngọc lan không dựa vào bán đất mà cũng phát triển nhanh chóng khiến các vị lãnh đạo của tỉnh thành phố khác tại khi yêu cầu gia tăng chuyển nhượng đất đai sẽ không lẽ thẳng khí hùng như vậy nữa lần tranh chấp sản nghiệp trụ cột này liệu tấn tài cảm thụ được áp lực chủ yếu đến từ phía dưới mà không phải là các đồng liêu có địa vị tương đương với ông ta cấp cao nhất đã phân công rõ ràng liệu tấn tài chủ trì quốc vụ viện phụ trách đại cục kiến thiết kinh tế toàn quốc những vị đầu sỏ khác cũng không tiện ngang nhiên nhúng tay vào làm gì cũng phải nói đến nguyên tắc tổ chức, cho nên phương pháp của mọi người rất là nhất trí, đều là gây áp lực từ đuôi đến đầu. Người tiên phong của vài tỉnh thành phố đã yêu cầu liệt điền sản nhà đất vào sản nghiệp trụ cột, đây không chỉ yêu cầu cho chiến tích và lợi ích của mình cũng không bài trừ yêu cầu đánh cờ chính trị. Liễu Tuấn tại Ngọc Lan, Tiềm Châu đã đi trước một bước bình ổn giá nhà, khâu tình xuyên tại Giang Khẩu cũng mịt mờ đi theo, cũng là thể hiện của loại thủ pháp này. Có người yêu cầu liệt vào sản nghiệp trụ cột, nhưng cũng có người muốn bình ổn giá nhà, cái nào cũng có đạo lý mà, áp lực nhằm vào liễu tấn tài đương nhiên giảm bớt, khi đại lão khác muốn nhúng tay can thiệp cũng thiếu lý do cứng rắn, nếu như muốn bình ổn giá nhà đi từ căn bản, có thể nói hạn chế giá nhà đang tăng quá nhanh thì phải phải nắm toàn cục trình tự trong tay. Sở dĩ liễu tuấn bất chấp sai lầm của thiên hạ, mục đích cũng là ở chỗ này, phận làm con, bất kể như thế nào cũng không thể đưa cha mình vào hoàn cảnh chiến đấu đơn độc được dù cho có có thiên nan vạn hiểm có là bụi gai rậm rạp liễu tuấn cũng phải đi vào nghĩa vô phản cố nhưng những phương pháp này còn chưa phải là quan trọng nhất quan trọng nhất là lực lượng của phương diện tuyên truyền của liễu tuấn tạo ra bao quát cả các mạng truyền thông internet mới phát và truyền thông chính thức của chính phủ ra sức tuyên dương bình ổn giá nhà làm lợi cho dân chủ động khai hỏa cuộc chiến tuyên truyền đám người chu dật phi tiên sinh dung bách xuyên Dương Nguyên Ích đã từng trong bộ tuyên truyền đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo quan trọng, phe mình đối với trận địa tuyên truyền đều nắm trong tay nên vẫn có độ mạnh yếu nhất định. Dưới yêu cầu của Liễu Tuấn, rất nhiều người thuộc truyền thông phía chính phủ đều gia nhập vào trận doanh để tuyên truyền bình ổn giá nhà, trong đó then chốt nhất chính là thay đổi thái độ của Tiền Kiến Quân. Nghiêm ngặt mà nói, trước đây Tiền Kiến Quân đối với việc này vẫn còn bảo lưu thái độ trung lập, trên cơ bản cấm truyền thông phía chính phủ tham dự vào mặc kệ là Liễu Tuấn tại Ngọc Lan lập dị cũng được, hay là các tỉnh thành phố khác yêu cầu sản nghiệp trụ cột cũng được, tiền kiến quân vẫn không tỏ thái độ, cứ để các anh chị đấu với nhau, bởi vì thanh âm bình ổn giá nhà tương đối yếu, thái độ nhìn như trung lập của tiền kiến quân kỳ thực là nghiêng về ủng hộ sản nghiệp trụ cột, thế lực bên kia chiếm ưu thế lớn hơn mà, mà hiện tại, thái độ của giới truyền thông chính phủ rốt cuộc được thả mặt, cho phép mọi người bình luận, đây mới chính là thái độ trung lập chân chính có muốn xếp điền sản nhà đất vào sản nghiệp trụ cột hay không thì mọi người tranh luận cái đi. Bởi vì Liễu Tuấn ngoài dự đoán của mọi người tại truyền thông áp dụng chủ động tiến công, hiệu quả tiên phát chế nhân tương đối rõ ràng. Trong khoảng thời gian ngắn, phần lớn truyền thông và Internet các nơi trên toàn quốc đều nghiêng về Liễu Tuấn, trên dư luận đã chiếm ưu thế. Sau này các thế lực khác cũng tiến hành phản kích, bởi vì vội vàng nên chiến nên tạm thời vẫn chưa chiếm được vị trí chủ động trên tuyên truyền dư luận. Cho nên, ở phía sau, trung ương phái ra tổ tuần sát đến thẳng thành phố ngọc lan nếu như có thể tại ngọc lan tóm được nhược điểm gì trực tiếp bắt bẻ được liễu tuấn tình thế xấu trên tuyên truyền dư luận cũng có thể được xoay chuyển liễu tuấn ba nói là cậu phải chú ý tưởng lão này nổi danh là nghiêm khắc lão đồng chí nên quy củ rất nghiêm cậu phải cẩn thận hành sự nghiêm minh tiếp tục truyền đạt lời nói của nghiêm ngọc thành liễu tuấn thản nhiên nói không làm chuyện đối lý không sợ ma gọi cửa nghiêm minh liền mỉm cười qua lại với Liễu Tuấn cũng đã hơn 20 năm, nhất là sau khi trở thành cậu, Nghiêm Minh rất hiểu tính tình của Liễu Tuấn, người này cố chấp thậm chí còn trên cả ông già nhà mình, chắc gần bằng chu dật phi tiên sinh. Địch thủ càng làm ra dáng vẻ hùng hổ thì Liễu Tuấn cũng càng cường ngạnh, thủ đoạn phản kích cũng đến đỉnh, không chút nào phải giấu giếm, địch mạnh thì càng mạnh. Theo anh biết thì lần này thành viên của tổ tuần sát trung ương bao gồm tưởng lão ở bên trong, tổng cộng là 9 người. Nghiêm Minh nói, thuận miệng báo ra tên và chức vụ của chính người, trong đó bao quát cả thủ hạ cũ của Liễu Tuấn tại Tiềm Châu, nguyên phó bí thư thành ủy Tiềm Châu, hiện giữ chức phó chủ nhiệm phòng kiểm tra giám sát thứ ba của Trung Kỷ ủy Yêu Hải Anh. Sau khi kết thúc khóa học tại trường Trung ương Đảng, trực tiếp vào công tác tại Trung Kỷ ủy, là cán bộ cấp cục chính phòng. Lần này trong tổ tuần sát chỉ là thành viên bình thường. Quy cách của tổ tuần sát cao thế nào cũng có thể thấy được, chính người này, ngoại trừ yêu Hải Anh, Tám vị khác Liễu Tuấn cũng đều nghe nói qua, còn cùng mấy người trong đó có duyên gặp mặt mấy lần. Liễu Tuấn mỉm cười nói, đội hình rất hùng mạnh, y phỏng chừng yêu hải anh được đưa vào tổ tuần sát trung ương tỉnh A khẳng định cũng là kết quả can thiệp của Nghiêm Ngọc Thành. Ai cũng biết, yêu hải anh là bộ hạ cũ của Liễu Tuấn, cũng có thể xem như là một trong những bạn bè tâm phúc của Liễu Tuấn. Nghiêm Minh nói, đội hình hùng mạnh hay không thì cũng mặc kệ, nhưng trong đó có ba người, mấy ngày hôm trước cũng đã rời khỏi kinh thành, xuất phát từ sớm, đây chính là tin tức bản thân nghiêm minh tìm hiểu được, liễu tuấn nhất thời cao mày. Công tác tuần tra của tổ tuần sát trung ương cũng không có quy tắc gì. Lúc đầu khi thành lập danh mục này phương pháp tuần tra rất là chính thống, trước tiên thông báo cho địa phương, sau đó tổ tuần sát giá lâm, mỗi lần đi đến đâu cũng là tiền hô hậu ủng, cục diện có phần hiển hắc. Thế nhưng sau đó, đại lãnh đạo bên trên phát hiện tuần tra như vậy không tạo được tác dụng giám sát nên yêu cầu tổ tuần sát thay đổi phương pháp thích hợp hơn cái gọi là thay đổi phương pháp làm việc đó là từ minh tra chuyển thành ám phóng bộ phận thành viên của tổ tuần sát cũng không thông tri cho địa phương trực tiếp từ xuất phát kinh thành đi thẳng đến địa điểm đi khắp hang cùng ngõ hẻm tiến hành dò xét bí mật lý giải tình huống đợi khi tổ tuần sát đến nơi mới hội họp vì thế nên thường có thể đạt được một số hiệu quả không tưởng vì vậy các nơi có tổ tuần sát đến đều rất coi trọng nhất là những cán bộ người đứng đầu phụ trách đảng chính chủ chốt càng khẩn trương hơn lần này tổ tuần sát trung ương cũng áp dụng thủ đoạn ngầm ha ha mặc kệ nó đi họ tuần tra của họ em làm việc của em hai bên không liên quan gì liễu tuấn nhanh chóng điều chỉnh tâm tính vừa cười vừa nói chuyện kia của anh thế nào rồi lúc nào thì động cái gọi là chuyện kia của nghiêm minh chỉ chính là công tác điều động của nghiêm minh Nghiêm Minh đảm nhiệm ty trưởng tổng cục quảng cáo truyền hình cũng đã được nhiều năm, đã đến thời gian nên điều động, huống hồ. Nghiêm Minh đã 40 t được coi là cán bộ trung niên lão luyện thành thục, lúc này điều động cũng không gì đáng nói. Xét thấy Nghiêm Minh là con rể của Liễu Tấn Tài, trực tiếp đi lên từ bộ ủy của quốc vụ viện nên không phải là dễ dàng, chung quy sẽ bị người lên án. Cho nên lần này Nghiêm Minh dự định đến trung tổ bộ, tính đảm nhiệm cán bộ cục trưởng cục hai kim ủy viên bộ vụ trung tổ bộ cấp bậc điều chỉnh là cấp phó bộ. Cán bộ cục 2 trung tổ bộ cũng gọi là cán bộ cục ngoại sự và đảng chính, chức năng chủ yếu là phụ trách khảo sát mỗi tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc cùng ban lãnh đạo bộ môn ngoại sự, chính pháp, cơ quan đảng lệ thuộc trực tiếp trung ương và các cán bộ, cán bộ hậu bị thuộc trung ương quản lý. Kiến nghị này trong lúc liễu tuấn qua SCT, Peter cũng đã do trung tổ bộ đề xuất, có người nói là trưởng phòng quách kế hiện đích thân chọn, nghiêm minh đáp, nhanh thôi, hẳn là có thể quyết định tại năm tới khi nói những lời này giọng của nghiêm minh không có đặc biệt kích động liễu tuấn cười nói trước đây anh vẫn công tác tại cơ sở mấy năm nay ở tổng cục quảng cáo truyền hình vẫn làm công tác hành chính lần này chuyển làm cán bộ công tác đảng có áp lực không nghiêm minh cười nói nếu nói một chút áp lực cũng không có khẳng định là giả tuy nhiên với tôi thì cũng là một cơ hội để rèn luyện yêu cầu của bộ trưởng quách kế hiền đối với cán bộ rất nghiêm ngặt ba nói anh theo quách bộ trưởng chắc là có thể học được không ít đây cũng không phải nghiêm ngọc thành khiêm tốn kinh nghiệm công tác của bộ trưởng quách kế hiền cực kỳ phong phú năng lực rất xuất sắc tác phong cũng có chỗ tương tự với nghiêm ngọc thành cũng có chỗ không giống nghiêm minh vào trung tổ bộ trở thành thuộc hạ trực tiếp của quách bộ trưởng chỉ cần dụng tâm quả thực có thể học được không ít phương pháp công tác tốt hiện tại nghiêm minh cũng cần một cơ hội để rèn đúc nghiệp vụ công tác đảng như thế sau này đối với con đường làm quan của anh ta mới có lợi lớn. Liễu Tuấn nhớ rất rõ, tại một thế giới song song khác, 4 năm sau tiếp nhận chức vụ bí thư trung kỷ ủy của Nghiêm Ngọc Thành chính là bộ trưởng Quách Kế Hiền. Đương nhiên, trùng sinh tại thế giới này, hiệu ứng hồ điệp càng lúc càng rõ ràng. 4 năm sau có thể xảy ra biến hóa ngoài ý muốn hay không thì hiện tại ai cũng không thể nói chính xác được. Ha ha, anh cứ làm một học sinh đi, công tác này nếu nói thật thì cũng không thoải mái chút nào đâu. Liễu Tuấn vừa cười vừa nói, nghiêm minh thông thả nói, không thoải mái cũng phải làm, điều động cán bộ cũng không phải bản thân tôi định đoạt. Cậu đấy, cũng đừng quá sơ suất, tưởng lão cũng không phải người dễ đánh lừa đâu. Vâng, em hiểu mà, chương 1566, độc kế của Uông Quốc Chiêu. Biết được tin tức tổ tuần sát trung ương gần đến tỉnh A cũng không chỉ một mình Liễu Tuấn, người đứng đầu chính phủ tỉnh tỉnh Ủy đều biết được tin tức này trước tiên. Lưu Phi bằng thần sắc trấn định, nếu như tỉ mỉ quan sát còn có thể thấy giữa trán hắn ngầm ẩn dấu một tia hưng phấn nghiêm ngặt mà nói tin tức tưởng lão muốn tới tỉnh a tuần tra hắn là người biết được đầu tiên lão lãnh đạo đã sớm thông qua điện thoại thông báo tin tức này cho hắn biết lưu phi bằng nghe được lão lãnh đạo không phải là rất thỏa mãn đối với sự hồ đồ của liễu tuấn tại thành phố ngọc lan hời hợt nói vài câu thanh niên không chịu yên tĩnh không tốt lắm đâu liễu tuấn vẫn chưa trải qua nhiều mưa gió hắn thật muốn làm thổ hoàng đế tại ngọc lan hay sao thời gian lưu phi bằng đi theo lão lãnh đạo cũng không tính ngắn tương đối lý giải tính cách của lão lãnh đạo nghe xong lời nói của lão lãnh đạo lưu tỉnh trưởng hơi hoảng sợ đã đến cái tầng cấp như lão lãnh đạo thần kinh có thể nói là luyện mãi thành thép hầu như không có chuyện gì có thể khiến các đại lãnh đạo như họ giận mà thể hiện ra ngoài như vậy mà hiện tại lão lãnh đạo biểu thị rõ ràng bất mãn đối với liễu tuấn có thể thấy quả thực Liễu Tuấn đã khiến lão lãnh đạo không vui. Liễu Tuấn cũng khiến Lưu tỉnh trưởng không phải là rất hài lòng, lập tức cũng phụ họa lão lãnh đạo vài câu, trong lòng thầm đắc ý, lão lãnh đạo không vui, thường đều có hành động. Tuy nhiên Lưu Phi Bằng cũng không nghĩ tới, lão lãnh đạo lại để cho Tưởng lão tự thân xuất mã, hiển nhiên mặc dù lão lãnh đạo bất mãn với Liễu Tuấn, đối với Liễu Tuấn cũng đủ coi trọng, đã coi người thanh niên này thành một con cặp to thanh niên ương ngạnh thì phải trả giá đắt lưu tỉnh trưởng rất vui khi nhìn thấy vẻ kinh ngạc của liễu tuấn nếu như có thể bởi vậy mà chặn lại chính sách bình ổn giá nhà của liễu tuấn vậy thì quá tốt đại phái hệ đưa lưu phi bằng tới tỉnh a là hy vọng hắn có thể kế thừa tổ chức của cù hạo cẩm đứng vững tại tỉnh a triển khai bước kế tiếp tạo ra giang sơn lớn hơn nữa trước khi lưu phi bằng chưa tới thì cũng hả lòng hả dạ cho rằng lấy năng lực của mình lại tiếp nhận mạch người khổng lồ của cù hạo cẩm ở tỉnh A làm một tỉnh trưởng uy phong lẫm lẫm thì vấn đề chắc không lớn. Trước khi Lưu Phi bằng chưa đến nhận chức, cũng phân tích qua tình huống hai đối thủ chủ yếu của hắn tại tỉnh A là Thai Duy Thanh và Liễu Tuấn. Thai Duy Thanh chính vị bí thư tỉnh ủy, không thể nghi ngờ chiếm tiên cơ và chủ động, nhưng Lưu Phi bằng cũng không quá để mắt tới Thai Duy Thanh, hắn cảm thấy Thai Duy Thanh này còn chưa đủ lề lối. Trước đây khi còn làm tỉnh trưởng, ngay tại Tiềm Châu đã bị thị trưởng Liễu Tuấn cho bẻ mặt một trận, điều này đối với Lưu Phi bằng mà nói quả thực là việc khó tin. Khi hắn tại Minh Châu đảm nhiệm bí thư kỷ ủy, thật đúng là uy phong hiển hách, cán bộ khu huyện cấp dưới ai nhìn thấy hắn không phải là tất cung tất kính, thành phố Minh Châu cũng không phải là nơi tỉnh A có thể so sánh, tàn long ngọa hổ, cán bộ có địa vị có bối cảnh có khối người, không phải cũng bị Lưu Phi bằng trấn giữ được sao, cũng giống thai Duy Thanh, một tỉnh trưởng bị một thị trưởng chỉnh đến nổi chật vật không chịu nổi, quả thật là chuyện đáng cười. Bởi vậy thai duy thanh mới khiến đại lão của cao hệ không vui, trải qua nỗ lực và cơ duyên xảo hợp, ngoài ý muốn thu được sự ủng hộ tạm thời của nghiêm liễu hệ, lúc đó mới ngồi lên được bảo tọa của bí thư tỉnh ủy. Một người làm gia nhân như vậy Lưu Phi bằng cảm thấy không có gì phải kiên nể, một liễu tuấn cũng có thể trị cho hắn phải trói chân trói tay. Lẽ nào năng lực của Lưu Phi Bằng còn không bằng một hậu sinh vô lại chưa tới 30 t như Liễu Tuấn? Lúc đó Lưu Phi Bằng chính là nghĩ như vậy. Về phần Liễu Tuấn, càng không đáng để lọt vào mắt Lưu Phi bằng. Một tên nha nội mà thôi, ỷ vào có ông già và ông già vợ tốt, hơn nữa có chút khôn vặt và vận khí, vừa đến tuổi đứng vững đã tăng 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 bò lên địa vị phó bí thư tỉnh ủy, trí tuệ chính trị và nhân sinh từng trải không thể dựa vào hai ông già mà phong phú lên được. Trên bản chất, Liễu Tuấn chính là một thanh niên kém hiểu việc đời, người như vậy, cho dù có thông minh thì có gì mà sợ, năm đó Trương Thiếu Soái, Trương Học Lương, ông ba tỉnh Đông Bắc tay cầm hùng binh hơn 10 vạn, còn không phải là bị trung chính công đa mưu túc trí đồ bẩn trong tay hay sao. Nhưng mà sau khi đến tỉnh A rồi, Lưu Phi Bằng mới biết tình hình tuyệt đối không lạc quan như hắn đã phân tích. Tuy thai Duy Thanh đã từng trải qua sai lầm, không có nghĩa là hắn sẽ vĩnh viễn không phạm sai lầm. Năm năm tỉnh trưởng không phải là làm không, vị trí của bí thư tỉnh ủy cũng không phải để trưng, đích thực có quyền uy. Hơn nữa thai Duy Thanh vẫn công tác tại địa phương, bí thư huyện ủy, bí thư thành ủy phó tỉnh trưởng thường vụ, tỉnh trưởng, bí thư tỉnh ủy thì một bước đi lên, rất kiên cố. Những thủ đoạn đấm đá tại địa phương đó là dày công tôi luyện, trước đây bị cù hạo cẩm đè nén đó là bởi vì cù hạo cẩm chiếm quyền chủ động, hiện tại vị trí đã thay đổi, thay Duy Thanh là bí thư, Lưu Phi Bằng là tỉnh trưởng, sao có thể còn như cù hạo cẩm mà đi áp chế thay Duy Thanh, Lưu Phi Bằng nhậm chức đến bây giờ đã được 9 tháng, cũng chỉ đánh qua đánh lại vài lần với thay Duy Thanh, chưa có chiếm được nửa phần tiện nghi điều khiến lưu phi bằng phiền muộn nhất vẫn là liễu tuấn phó bí thư tỉnh ủy trẻ tuổi người đã từng bị hắn cho là một công tử bỏ đi về phương diện khác cũng chưa tính đến chỉ cần một chính sách bình ổn giá nhà đã đưa lưu tỉnh trưởng vào tình thế bị động các thành phố khác của tỉnh a đã không chỉ chất vấn trên internet internet dân chính phủ tỉnh làm ăn cái gì không biết vì sao thành phố ngọc lan tìm châu có thể bình ổn giá nhà mà các thành phố khác trong tỉnh lại không thể Chính phủ tỉnh đang chơi trò gì? Nghi vấn như vậy mặc dù không sản sinh ra thương tổn thực chất gì với Lưu Phi Bằng, nhưng đối với một tân tỉnh trưởng nóng lòng thiết lập uy vọng thì lại là một đả kích rất lớn. Thậm chí có internet dân không tốt còn gọi Lưu Phi Bằng là cục trưởng lương thực, chỉ trích hắn chỉ biết ăn cơm mà không biết làm. Lưu Phi Bằng đã bao lâu rồi mới bị người khác giễu cật qua như vậy, mà khi xử lý sự kiện dùng binh khí ẩu đã tại thành phố Tống Đô Lưu Phi Bằng và Thai Duy Thanh đều muốn thừa dịp cơ hội này mà sửa chữa Liễu Tuấn một chút, đã kích cái thói kiêu ngạo, hống hách của y, không ngờ Liễu Tuấn nhảy bén bắt được lỗ thủng của hứa hoành cửu và la tự lập trên hội thường ủy, quả quyết xuất kích, đưa xài thiệu cơ một người không thể tránh khỏi phải chịu xử phạt bên trong đảng ra làm thẻ đánh bạc, kiên quyết phế trước bí thư chính pháp ủy Trần Đại Sơn, thay bằng thân tính của mình, đối với việc nắm trong tay thành phố Tống Đô đều tiến từng bước thích hợp trên cơ bản không cho Thai Duy Thanh và Lưu Phi bằng một cơ hội nhúng tay vào. Cách làm cây độc như thế, sao có thể là bản lĩnh của một tên công tử bỏ đi được? Hôm nay lão lãnh đạo rốt cuộc quyết định tự mình xuất thủ, muốn giáo huấn liễu nha nội không biết trời cao đất rộng. Lưu Phi bằng đương nhiên thầm mừng rỡ không ngớt, hắn bước đi thông thả một lúc trong phòng làm việc một lúc mới cầm lấy điện thoại, phân phó thư ký lập tức gọi cho chủ nhiệm văn phòng chính phủ tỉnh Ung Quốc chiêu đến văn phòng của mình một chuyến. Lưu Phi bằng rất coi trọng Ung Quốc Chiêu, người mà chính miệng Cù Hạo cẩm đề cử quả nhiên rất được. Ung Quốc Chiêu đầu óc bình tĩnh, tư duy chu toàn, có cái nhìn đại cục, là một nhân tài hiếm thấy, khi Lưu Phi bằng vừa đến nhậm chức tỉnh A nên không quen tình huống nhiều, bên người có Ung Quốc Chiêu cũng tiết kiệm không ít tâm tư sức lực. Cho tới bây giờ, phàm là việc y theo ý kiến của Ung Quốc Chiêu chưa xảy ra sơ suất gì lớn, hiện tại tổ tuần sát trung ương lập tức sẽ qua đây. Lưu Phi bằng muốn nghe ý kiến của Ung Quốc Chiêu. Ung Quốc Chiêu tới rất nhanh, đi vào phòng làm việc của Lưu Phi bằng, hướng về Lưu Phi bằng hơi không người, nói, chào tỉnh trưởng, đồng chí Quốc Chiêu tới rồi hả, mời ngồi. Lưu Phi bằng rất khách sáo với Ung Quốc Chiêu, mỉm cười mời hắn ngồi xuống trên ghế sofa đại khách. Kỳ thực phần khách khí này của Lưu Phi bằng khiến trong lòng Ung Quốc Chiêu rất khó chịu. Lưu Phi bằng đối với hắn càng khách khí thì đã nói lên Lưu Phi bằng càng coi trọng hắn, nhưng loại coi trọng này chủ yếu là đến từ mặt công tác, quân quốc chiêu cũng không có chân chính tiến vào thế giới nội tâm của Lưu Phi Bằng. Nói cách khác, quân quốc chiêu là một thủ hạ không thể thiếu của Lưu Phi Bằng, một tướng đắc lực, cũng không phải người bạn của Lưu Phi Bằng, hai bên trên quan hệ cá nhân có cự ly rất xa, giả như có một ngày, Lưu Phi Bằng vẫn coi trọng hắn, cũng không phải là khách khí như vậy, đối đãi rất tùy ý điều này mới chứng minh Uông Quốc Chiêu đã chân chính thu được sự tán thành đầy đủ của Lưu Phi Bằng, là người một nhà với Lưu Phi Bằng mà không chỉ là Lưu Thuộc. Tuy nhiên chuyện này cũng không thể trách Lưu Phi Bằng, thật sự Uông Quốc Chiêu là một người Thái âm lạnh, ngay cả một cán bộ lãnh đạo chấp trưởng bộ môn cường lực nhiều năm như vậy cũng bị khí âm lãnh của Uông Quốc Chiêu kích động khiến cho không dễ chịu, nếu không phải bởi vì cụ hạo cẩm ra sức đề cử và lời dặn trước. Lưu Phi bằng thật sự không muốn nhìn thấy Uông Quốc Chiêu sợ ngay từ lần đầu gặp mặt đã không thích rồi tâm tình trong lòng uông quốc chiêu đương nhiên sẽ không để hiện ra trên mặt mỉm cười nói một tiếng cảm ơn tỉnh trưởng rồi thản nhiên ngồi xuống ghế sofa hơi nghiêng với lưu phi bằng đồng chí quốc chiêu tôi vừa mới nhận được điện thoại của trung kỷ ủy ngày mai tổ tuần sát trung ương sẽ tới tỉnh a chúng ta tổ trưởng dẫn đội là tưởng phó bí thư của trung kỷ ủy lưu phi bằng đơn giản nói một chút tình huống với uông quốc chiêu uông quốc chiêu vẫn bình thản mỉm cười nói tỉnh trưởng đây là chuyện tốt mà, tưởng lão là cán bộ lão lãnh đạo đức cao vọng trọng của đảng ta, ông ấy tới tỉnh A chúng ta chỉ đạo công tác, đủ thấy Trung ương rất trọng thị tỉnh chúng ta, Lưu Phi bằng gật đầu, đúng vậy, đồng chí Quốc Chiêu, trọng điểm dò xét lần này của tổ tuần sát tôi phỏng chừng có thể là thành phố Ngọc Lan, đồng chí có kiến nghị gì tốt không, quân Quốc Chiêu cũng không khách khí, vừa cười vừa nói, tỉnh trưởng, Tôi nghe nói tổ tuần sát trung ương rất chú trọng ý kiến phản hồi của quần chúng. Tôi nghĩ, nếu như chúng ta có ý nghĩ gì cũng có thể thông qua miệng của quần chúng, phản ánh cho các lãnh đạo của tổ tuần sát biết, Lưu Phi bằng không khỏi thầm gật đầu. Người tài ba chính là người tài ba, cũng không cần hắn nhắc nhở Ung Quốc Chiêu đã có thể hoàn toàn lĩnh hội ý đồ của hắn, đồng thời nghĩ ra phương án làm việc cụ thể, xem ra hắn không cần quan tâm nhiều đến chuyện này, tất cả đều có thể giao cho Ung Quốc Chiêu đi giải quyết. Năng lực làm việc của người này mạnh nhất trong số các cán bộ cấp sở cục mà Lưu Phi Bằng đã từng thấy, chí ít cũng là một trong. Tỉnh trưởng, tôi còn nghe nói việc di dời nhà tại Ngọc Lan xảy ra một chút vấn đề. Chủ thầu xây dựng này là công ty điền sản hào uyển của thành phố Ngọc Lan. Ông chủ là Miêu Chính Cường. Có người nói có quan hệ rất tốt với đồng chí tạ viện của thành ủy Ngọc Lan. Quân quốc chiêu bình ổn nói, Lưu Phi Bằng sáng mắt, mỉm cười nói, đồng chí quốc chiêu, công tác thiếp đãi tổ tuần sát tôi sẽ giao cho đồng chí đi làm, cứ dựa theo đồng chí mà giải quyết. Vâng, tỉnh trưởng, quân quốc chiêu kính cẩn đáp, chương 1567, tạ viện sự ám chiêu. Khác hoàn toàn với bầu không khí trang nghiêm tại phòng làm việc của tỉnh trưởng, trong tổ uyên ương tráng lệ tại khu hoa thành tràn ngập hơi thở mùa xuân, hơi ấm đầy đủ, thai bí thư và tạ bí thư đang ôm nhau trên cái giường rộng lớn sắc màu rực rỡ, trên người chỉ quàng lên chiếc chăn phủ giường hơi mỏng, cánh tay trắng nõn như củ sen của tạ viện và hơn phân nửa bộ ngực trắng phao cao ngất đều lộ ra ngoài, thần thái yêu kiều lôi cuốn, thai duy thanh nhìn thấy trong lòng lại rụt rịch. Đáng tiếc tuổi tác đã cao, chỉ có thể tâm động, muốn thêm một lần thì chỉ có thể lực bất tòng tâm, cũng may tạ viện rất hiểu hắn, cũng không có lòng tham không đáy đòi thêm lần hai. Năng lực của thai bí thư có vẻ cũng không phải tập trung chủ yếu ở trên lao động chân tay, viện viện, ngày mai người của tổ tuần sát trung ương sẽ đến đấy. Thai Duy Thanh cầm lấy một điếu thuốc từ tủ đầu giường. Tạ viện châm cho hắn, Thai Duy Thanh hít hai hơi rồi chậm rãi nói, hình dạng có phần không đủ trung khí. Tạ viện hít mắt thành một đường hình cung cong cong, mỉm cười nói, tới càng tốt mà, tổ trưởng của tổ tuần sát trung ương là vị nào? Thai Duy Thanh nói, tưởng lão, phó bí thư trung kỷ ủy, đối với những đại nhân vật cao tầng này, tạ viện không có ấn tượng trực quan, cũng như những cán bộ bình thường, chủ yếu là thông qua lý lịch tóm tắt từ phía chính phủ và một số tin đồn để biết thêm. tuy nhiên hiện tại tạ viện cũng không dựa vào những tin tức vỉa hè này. bên người cô ta có một nguồn tin tức phía chính phủ. thai duy thanh thân là bí thư tỉnh ủy khẳng định đã từng qua lại với tưởng lão. ừ, em nghe nói tưởng lão rất nghiêm khắc đối với vấn đề cán bộ không lưu tình chút nào, cứ giống như là gió mạnh mưa rào vậy. có đúng là như vậy không? thai duy thanh hơi híp mắt, nói, em nghe ai nói thế? mấy tin tức vỉa hè hay lưu truyền trên quan trường đều không đáng tin cậy tuy nhiên đối với tin đồn về tưởng lão thì là thật trên cơ bản ăn khớp với sự thật tưởng lão là người cực kỳ nghiêm khắc rất nhiều cán bộ có vấn đề nhìn thấy ông ta cũng đã run sợ trong lòng hì hì cả anh nữa chứ gì tạ viện thì nghịch ngợm cười khanh khách trêu chọc thai duy thanh thai duy thanh hới biến sắc lập tức khôi phục bình thường khẽ gõ lên đầu tạ viện một cái cười mắng chỉ biết nghịch ngợm chẳng lẽ anh là cán bộ có vấn đề, khi thai Duy Thanh nói lời này tràn đầy lo lắng. Trong ý nghĩ của hắn thì giữa hắn và tạ viện chính là lưỡng tình tương duyệt. Tạ viện cũng không cầu quan cầu tiền của hắn, rất ngoan ngoãn, về phần cho tạ viện một hai cái công trình, ở trong mắt thai bí thư càng không tính là chuyện gì, đây cũng gọi là vấn đề sao, tạ viện cười khanh khách, ông lấy cái cổ của hắn ôm một cái, thành thật mà nói, tạ viện không hài lòng đối với biểu hiện trên giường của thai bí thư mỗi lần đều rất miễn cưỡng. Tạ viện vừa qua tuổi 40, nếu theo tuổi tác sinh lý thì đang vào độ như lan như hổ, sao thai Duy Thanh có thể thỏa mãn cô ta được? Cũng may tạ viện mê thai Duy Thanh vốn cũng không phải là nhằm vào thân thể khỏe mạnh của người ta. Mỗi người đàn ông đều có điểm mạnh và tác dụng riêng. Nếu tưởng lão này thực sự là lợi hại như vậy, phỏng chừng có một vài đồng chí sẽ bị ông ta trách phạt. Tạ viện cười duyên, bộ dạng rất hài lòng. Thai Duy Thanh khẽ dương mày, để dò hỏi nhìn tạ viện. Một số đồng chí nào bị trách phạt mà lại khiến tạ viện hài lòng như thế, một số đồng chí này 8 phần 10 là chỉ Liễu Tuấn rồi, đương nhiên cũng có thể là chỉ Lưu Phi Bằng. Tạ viện rất có tính nguyên tắc, nếu đã theo thai Duy Thanh thì phải tự giác coi những địch nhân của thai Duy Thanh trở thành địch nhân của mình, trong lòng đều rất không ưa gì Lưu Phi Bằng và Liễu Tuấn. Nếu như tỉnh A không có hai tên đáng ghét này, vậy thì cái chức bí thư tỉnh ủy của thai duy thanh có thể càng thêm uy phong hiển hách tạ viện bí thư cô ta đương nhiên cũng theo nước lên thì thuyền lên giá trị cũng được tăng cao tạ viện là loại đàn bà có dục vọng cực kỳ cường liệt đối với quyền lực bằng không thì cũng không thể ở trên ngọc lan vãn báo xã thu được danh xưng nữ cường nhân làm phó bí thư đảng thành ủy ngọc lan trên phương diện dùng người trên bị quản chế bởi liễu tuấn dưới thì bị phàn chí vĩ chèn ép chỉ cần tạ viện vừa nghĩ đến cũng cảm thấy bực bội Tạ viện thấy thai Duy Thanh hình như có phần khó hiểu, liền cười giải thích chuyện di dời và an trí nhà ở Ngọc Lan, tại phương diện chất lượng đã xảy ra chút vấn đề, đã có quần chúng phản ánh lên trên rồi, thai Duy Thanh nhất thời thấy hứng thú, tưởng thẳng người lên. Tạ viện cẩn thận nâng cái cổ của hắn dậy, dựng thẳng gối đầu rồi đặt ở đầu giường, để cho thai Duy Thanh dựa càng thoải mái hơn, là chuyện gì? Em nói nghe thử xem, nếu là thường ngày thai duy thanh cũng sẽ không đặt việc di dời và an trí nhà xảy ra vấn đề ở trong lòng cũng không phải là nói thai duy thanh không quan tâm đến dân sinh thực sự chuyện như vậy quá nhỏ không đáng để nhắc tới nếu như bí thư tỉnh ủy cứ phải đi quan tâm tới những chuyện nhỏ này dù cho có ba đầu sáu tay cũng làm không xuể chỉ là lúc này thời cơ mẫn cảm mặc dù là việc nhỏ cũng không thể coi như không quan trọng thai duy thanh rất rõ ràng trận doanh của tưởng lão thậm chí hắn còn đang hoài nghi lần này lấy người cấp phó quốc như tưởng lão tự mình dẫn đội đến tỉnh a hoàn toàn chính là bắt nguồn từ bên minh châu cao kính chương đã thỏa nguyện vọng bước vào hàng ngũ đầu sỏ trong nhiệm kỳ mới tuyển cử của cao hệ vào năm ngoái trên cơ bản đã đạt thành mục tiêu hiện giờ đang giữ lấy cơ nghiệp cũng không có ý đồ xuất động xuất kích mà trận cờ giữa nghiêm liễu hệ và minh châu hệ đang đến hồi gây cấn thai duy thanh biết Chủ yếu vẫn là bởi vì mâu thuẫn liễu tấn tài đang chính vị là người cầm lái trên lĩnh vực kinh tế chính vị. Có người nói có một đại lão vốn có ý định muốn tranh vị trí này. Hiện tại Trần Ai lạc định, nên vị đại lão này hình như vẫn chưa từ bỏ ý định. Tỷ dụ chuyện đã trải qua rất nhiều biến hóa, cuối cùng sẽ có kết quả hoặc sau khi trải qua nhiều hỗn loạn sẽ có kết quả. Đoạn thời gian trước, một số tỉnh thành phố đều thượng thư quốc vụ viện, yêu cầu đưa điền sản nhà đất liệt vào sản nghiệp trụ cột. Lưu Phi Bằng cũng có ý nghĩ này nên chủ động liên hệ với Thai Duy Thanh. Kỳ thực đề nghị này của Lưu Phi Bằng đã làm cho Thai Duy Thanh rất khó xử. Ý kiến của Liễu Tấn Tài đến cùng ra sao Thai Duy Thanh vẫn không rõ, nhưng nhìn động tĩnh của Liễu Tuấn tạo ra tại thành phố Ngọc Lan thì cũng có thể đoán được. Nếu như không có Liễu Tấn Tài cho phép thì Liễu Tuấn tuyệt đối sẽ không làm ra động thái lớn như vậy. Giả sử Liễu Tấn Tài cũng đồng ý đưa sản nghiệp nhà đất vào sản nghiệp trụ cột, Liễu Tuấn tại Ngọc Lan làm như thế chẳng phải là đang chống đối với ông già mình hay sao? Thiên hạ không có đạo lý này, có thể ở trong một nhà bình thường, cha con bất hòa cũng là hiện tượng thường thấy, nhưng tại một nhà quyền thế hiển hách về chính trị như Liễu Gia, tuyệt đối không thể xuất hiện tình huống như vậy. Liễu Tấn Tài và Liễu Tuấn không phải là quan hệ cha con bình thường, Liễu Tuấn là người nối nghiệp đã rành rành của nghiêm liễu hệ, anh ta cùng cha mình sướng hí với nhau chẳng lẽ để cho các đại lão của phái hệ khác xem náo nhiệt sao? Ý kiến của Lưu Phi bằng tại Minh Châu Hệ cũng không khó đoán, tất cả cũng đã rành rành cả. Nếu như Thai Duy Thanh lựa chọn ủng hộ Lưu Phi bằng, lấy danh nghĩa của chính phủ tỉnh tỉnh ủy để trình lên báo cáo này thì phải đắc tội với nghiêm liễu hệ, còn nếu như không đồng ý thì sẽ đắc tội với Minh Châu Hệ. Lấy chính sách, gìn giữ những gì đang có, đang áp dụng hiện nay của cao hệ đến xem thì bất kể trở mặt với một phái hệ nào, Thai Duy Thanh đều phải mạo hiểm phiêu lưu rất lớn không có sự ủng hộ của một phái hệ lớn thì một mình thai Duy Thanh không thể trụ lâu được. Đây không phải là một góc tranh đấu của tỉnh A, tại tỉnh A, bởi vì mọi người đều thân tại trong ván cờ. Thai Duy Thanh đối với Lưu Phi Bằng và Liễu Tuấn đánh cũng tốt mà giúp cũng tốt. Mỗi bên đều có đại phái hệ ở phía sau, cũng có biết nói cái gì. Bí thư tỉnh ủy muốn dựng nên quyền uy của mình, những thủ đoạn này tất phải có. Nhưng liên quan đến đại cục toàn quốc, Thai Duy Thanh phải thận trọng. Tuy nhiên Thái Duy Thanh dù sao cũng là bí thư tỉnh ủy, trí tuệ chính trị không thể khinh thường. Trước khi Lưu Phi bằng liên hệ với hắn, Thái Duy Thanh đã suy nghĩ đến khả năng này nên đã làm tốt chuẩn bị để ứng đối. Bởi vậy đối với đề nghị của Lưu Phi bằng chỉ mỉm cười biểu thị khẳng định, Lưu tỉnh trưởng người ta nói có đạo lý mà, nếu sản nghiệp nhà đất được liệt vào sản nghiệp trụ cột, chính phủ có thể tăng thêm rất nhiều nguồn thu. Trong tay đã có tiền thì kiến thiết cái gì mà không dễ làm tạo ra thành tích cũng là điều tất nhiên, nếu luận công ban thưởng, Thai Duy Thanh khẳng định cũng chạy không thoát. Khi Lưu Phi bằng nhận được câu trả lời thuyết phục của Thai Duy Thanh lại vừa mừng vừa sợ, trước khi hắn liên hệ với Thai Duy Thanh đã từng tỉ mỉ phân tích qua thế cục, cho rằng Thai Duy Thanh sẽ lựa chọn cách làm bo bo giữ mình, đối với đề án của hắn không ủng hộ cũng không phản đối, im lặng để giữ lợi ích của mình, cuối cùng không ngờ Thai Duy Thanh lại tán thành. Như vậy, Liễu Tuấn làm sao mà ngăn cản đây? Trong một tỉnh, bí thư và tỉnh trưởng thống nhất ý kiến, đó chính là nghị quyết. Không ngờ Lưu Phi bằng vui vẻ còn quá sớm. Một câu nói tiếp theo của Thai Duy Thanh đã khiến Lưu Phi bằng nghẹn họng. Thai bí thư mỉm cười nói, vấn đề kiến thiết thuần kinh tế này bản thân tỉnh trưởng có thể tự quyết định, không cần trải qua hội thường ủy thảo luận. Nếu như tỉnh trưởng cảm thấy đề án này rất hoàn thiện thì có thể dùng danh nghĩa của chính phủ tỉnh báo cáo với quốc vụ viện. Đây là một kẻ dối trá, Lưu Phi bằng không lời nào để nói. Viện muộn không ngớt rời khỏi phòng làm việc của Thai Duy Thanh. Hiện tại tưởng lão đã gần đến, có thể thấy được Minh Châu Hệ đã hạ quyết tâm muốn thấy được cao thấp cho nên một số việc thường ngày thoạt nhìn không để mắt tới cũng trở nên rất mẫn cảm. Nếu như có thể bởi vậy mà động được Liễu Tuấn, Thai Duy Thanh cũng rất cam tâm tình nguyện nhìn thấy. Cho dù bí thư thành ủy Ngọc Lan Tân Nhậm không phải là người của mình, ít nhất cũng không đến mức khó chơi như Liễu Tuấn mà. Đỉnh cấp nha nội hai lớp như Liễu Tuấn ở tại quốc nội cũng không nhiều nếu các phái hệ lớn có một nhân vật có thể đánh đồng với liễu tuấn chỉ sợ cũng sẽ không đơn giản mà tới một vùng nước xoáy mạnh như tỉnh a tạ viện vừa cười vừa nói lần này tổng cộng có ba chủ thầu xây dựng lo việc an trí nhà cận hữu vi đinh linh còn có công ty điền sản hào uyển của miêu chính cường ai xảy ra vấn đề thai duy thanh hỏi cận hữu vi và đinh linh thai duy thanh cũng biết miêu chính cường hình như cũng nghe tạ viện nhắc qua có vẻ như còn có quan hệ khá thân với tạ viện điền sản hào uyển xảy ra vấn đề tạ viện nói nhìn qua rất ung dung thai duy thanh không khỏi kinh ngạc nói điền sản hào uyển này hình như anh đã nghe em nhắc qua em còn đánh giá rất tốt tên miêu chính cường kia mà cũng không trách thai duy thanh kinh ngạc miêu chính cường uy hiếp chính là các đơn vị liên quan với tạ viện việc an trí nhà của hắn xảy ra vấn đề vậy thì liễu tuấn chạy không thoát tạ viện càng chạy không thoát liễu tuấn cũng không phải là người dễ dàng chịu ăn thiệt thòi mà không lên tiếng vì sao nhìn qua tạ viện còn rất thảnh thơi, tạ viện thản nhiên cười, anh nghĩ em không có đầu óc như vậy sao, người nào là đơn vị liên quan với em. Hì hì, lần này để xem liễu tuấn nhận được những gì, thấy vẻ mặt xấu xa như loại này của tạ viện, thay Duy Thanh đã biết trong chuyện này có ẩn ý gì, chương 1568, tổ tuần sát trung ương đến. Buổi sáng ngày hôm sau, tại sân bay thành phố Ngọc Lan bày ra trận thế rất lớn thành viên tứ sáu ban tử trong tỉnh hầu như đến đông đủ hết do thai duy thanh lưu phi bằng dẫn đầu đến sân bay nghênh tiếp nhóm tổ tuần sát trung ương lẽ ra như vậy là không phù hợp với văn kiện đã quy định văn kiện của trung ương tam lệnh ngũ thân không được làm ra bệnh hình thức đến hoan nghênh đi vui vẻ đưa tiễn nếu như tưởng lão còn tại vị tư thế nghênh tiếp có thể sẽ không như thế này dù sao cũng phải chú ý đến ảnh hưởng thế nhưng hiện nay trên thực tế tưởng lão đã lui về chỉ là chưa có thủ tục nghỉ hưu chính thức, quy cách nên tiếp như vậy chính là theo lý thường phải làm đích, cũng không sợ phê bình, tôn trọng lão đồng chí chính là truyền thống của đảng, không gì đáng trách, phỏng chừng đây cũng là lần cuối cùng tưởng lão lấy thân phận nhà nước đến tỉnh A, chiếc máy bay phản lực đúng giờ đến sân bay Ngọc Lan, tưởng lão tóc bạc đầu đầy từ thang đu đi xuống, thấy phía dưới đã thảm đỏ và đoàn người hoa nghênh đông nghiệp, tưởng lão lập tức nghiêm mặt, ý rất không hài lòng, thậm chí còn không muốn đi xuống tuy nhiên cũng chỉ hơi do dự cuối cùng phải phụng phịu đi xuống thay duy thanh và lưu phi bằng đều thấp thỏm trong lòng biết tính tình lão đầu muốn phát tác mặc dù nói ai cũng không đặt chuyện này ở trong lòng nhưng nếu như bị tưởng lão trách mắng vài câu trước mặt mọi người cũng rất mất mặt chào ngài tưởng bí thư tôi đại biểu các đồng chí của chính hiệp tỉnh tỉnh ủy tỉnh a chính phủ tỉnh hội đồng nhân dân tỉnh hoan nghênh tưởng bí thư và các đồng chí của tổ tuần sát trung ương đến tỉnh ta thị sát Thay Duy Thanh không chú ý đến sắc mặt khó coi của tưởng lão, tươi cười tiến ra đón, cầm tay tưởng lão liên tục lay động, nói đặc biệt khách khí, hơn nữa dùng từ cũng rất chú ý, cũng không có xưng hô tưởng lão, mà là xưng tưởng bí thư, dù sao tưởng lão vẫn còn chưa có làm thủ tục về hưu mà, trong danh sách của người lãnh đạo Trung Kỷ Ủy vẫn là đại danh của tưởng lão, tưởng lão vẫn còn sụ mặt, nắm tay cùng thai Duy Thanh, nói, đồng chí Duy Thanh, không nên làm như thế này đâu trung ương sớm có văn kiện không được làm ra những bệnh hình thức thế này đồng chí và đồng chí phi bằng đều là cán bộ lãnh đạo đã được đảng giáo dục nhiều năm hẳn là phải đi đầu tuân thủ văn kiện của trung ương tưởng lão dùng từ dùng câu cũng rất thỏa đáng cố ý lôi cả lưu phi bằng vào đặt song song với thai duy thanh lập tức phê bình để mà biểu hiện sự công chính vô tư của tổ trưởng tổ tuần sát trung ương thai duy thanh vừa cười vừa nói tưởng bí thư phê bình rất đúng là chúng tôi không có chú ý chủ yếu là các đồng chí ngưỡng mộ đức độ của tưởng bí thư nên đã tự động đến đây nên tiếp tưởng bí thư và các đồng chí của tổ tuần sát tại tràng diện như thế này cũng phải ăn nói vài câu sắc mặt tưởng lão có phần hòa hoãn xuống nói đồng chí duy thanh tâm ý của các đồng chí tôi xin nhận lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa đúng đúng lần sau sẽ không nữa Hai duy thanh cười ha ha kế tiếp tưởng lão lần lượt nắm tay với các lãnh đạo chủ chốt của tỉnh ủy khi đến phiên Liễu Tuấn thì hơi hít mắt. Thực sự một người trẻ như Liễu Tuấn đứng chen ở giữa những vị quan lớn toàn trên 50 có vẻ quá chói mắt. Chào ngài tưởng bí thư, tôi là Liễu Tuấn. Liễu Tuấn khách khí tự giới thiệu, ha ha, thì ra là Liễu bí thư. Tôi đối với đồng chí cửu ngưỡng đại danh A, quả nhiên là thiếu niên Tuấn Ngạn, danh bất hư truyền, trên mặt tưởng lão ngoại lệ tươi cười. Hình như lần này ông đến hoàn toàn không phải để tra xét. Liễu Tuấn mỉm cười đáp, tưởng bí thư khích lệ, hậu học phản bối còn xin tưởng bí thư chỉ điểm nhiều hơn kỳ thực giữa liễu tuấn và tưởng bí thư đây vẫn là lần đầu tiên đối mặt giao tiếp nhưng nhiều năm trước đây cũng đã tiến hành qua giao phong dù chưa gặp mặt lúc đó liễu tuấn còn đang ở vị trí huyện trưởng ninh bắc bạch dương vừa điều nhiệm chủ nhiệm phòng giám sát kiểm tra kỷ luật đệ nhất kỷ ủy tỉnh tỉnh n phụ trách điều tra đáng gian lận bình chọn cá nhân tiên tiến trong hoạt động giảng dạy bị tiểu nhân cáo trạng nói giữa y và bạch dương có vấn đề tác phong khi đó Tưởng lão còn đảm nhiệm phó bí thư Trung kỷ ủy, chính là người đốc thúc thực tế, lúc đó bởi vì ảnh chụp là giả nên khiến cho Tưởng bí thư rất bị động, còn bị người đảm nhiệm trưởng trung tổ bộ lúc đó là Bạch Kiến Minh nổi cơn lôi đình, từ đó Bạch Kiến Minh về hưu, Tưởng bí thư tiếp tục làm việc tại Trung kỷ ủy, trong 10 năm mặc dù chức vụ không có biến hóa, nhưng cấp bậc đã từ cấp phó bộ đã đi lên tới cấp phó quốc, lần này coi như là cố nhân gặp lại cũng không biết tưởng bí thư có còn nhớ lần xấu mặt 10 năm trước hay không, đoán là cũng nhớ kỹ, trong lịch trình sĩ đồ của tưởng bí thư, nhất là sau khi ông ta đảm nhiệm phó bí thư trung kỷ ủy, bị một huyện trưởng 24 tuổi nho nhỏ khiến cho chật vật không chịu nổi, chuyện thế này chắc cũng phải có một không hai, cùng liễu bí thư khách khí một câu, tưởng lão liền gật đầu, thu lại dáng cười rồi tiếp tục nắm tay với các đồng chí khác. Yêu Hải Anh xếp hạng thứ năm trong số các thành viên của tổ tuần sát. Khi yêu hải anh nắm tay với Liễu Tuấn, trong ánh mắt vừa thân thiết lại có chút lo lắng, cầm chặt tay Liễu Tuấn thấp giọng nói, Liễu Bí Thư, biệt lai vô dạng, câu này một câu hai ý đã rất rõ ràng. Trước mặt nhiều người yêu hải anh cũng chỉ có thể làm được như vậy, Liễu Tuấn mỉm cười, tôi rất tốt, nếu có ốm đau gì cũng không cần lưu ý, yêu hải anh liền biết là trong lòng Liễu Tuấn đã có chuẩn bị, cũng yên lòng mỉm cười, sau khi ồn ào tại sân bay hết 20p mới xem như là chào hỏi xong đoàn người vây quanh tưởng lão đi lên xe ô tô, hơn 10 chiếc xe có rèm che đen thui sáng loáng nối đuôi nhau chạy ra khỏi sân bay Ngọc Lan. Dựa theo an bài của Thai Duy Thanh, toàn bộ cán bộ lãnh đạo thuộc tứ sáu ban tử của tỉnh A đều tham gia hội hoan nghênh lần này. Tại điểm này tưởng lão cũng không có phản đối, chức trách công tác của tổ tuần sát trung ương đó là kiểm tra đốc thúc tình huống công tác của các cán bộ lãnh đạo chủ chốt của địa phương, tập trung toàn bộ các các bộ lãnh đạo cấp phó bộ đang nhậm chức tại tỉnh A lại để cùng nhau gặp mặt là điều hoàn toàn cần thiết phải làm. Hội hoan nghênh sẽ được tổ chức tại Đại Lâu làm việc số 1 của tỉnh Ủy, hội trường đã được bố trí ổn thỏa. Thay Duy Thanh cung thỉnh tưởng lão là chủ tịch, còn mình thì cùng Lưu Phi bằng bồi ở hai bên, sau đó là các thành viên khác của tổ tuần sát trung ương, sau nữa là những lãnh đạo tỉnh Ủy La tự lập, hứa hồng cửu, liễu tuấn. Tuy nhiên đây là hội hoa nghênh cũng không cần hoàn toàn dựa theo quan hàm chức vụ để sắp xếp số ghế, dành cho khách sự tôn trọng là lễ tiết cần có. Các đồng chí, ngày hôm nay tưởng bí thư đích thân xuất lĩnh các đồng chí của tổ tuần sát trung ương đến tỉnh ta thị sát công tác. Đây là sự ủng hộ rất lớn của trung ương đối với công tác của tỉnh ta. Thái Duy Thanh đằng hắn cổ họng rồi nói màn dạo đầu ngắn gọn, sau đó Cung thỉnh tổ trưởng tổ tuần sát trung ương tưởng bí thư phát biểu, các đồng chí đầu tiên rất cảm ơn sự hoan nghênh của các đồng chí chính hiệp tỉnh hội đồng nhân dân tỉnh chính phủ tỉnh tỉnh ủy tỉnh a đối với tổ tuần sát trung ương chúng ta nhất là cảm ơn đồng chí thai duy thanh và đồng chí lưu phi bằng trung ương rất là hài lòng đối với công tác của đồng chí thai duy thanh và đồng chí lưu phi bằng tại tỉnh a lần này tôi tới đây chủ yếu là nhìn những biến hóa đã phát sinh tại tỉnh a tưởng bí thư mở miệng nói thanh âm trầm thấp khá có uy nghiêm rất phù hợp với hình tượng bên ngoài của ông ta trước tiên là tưởng bí thư nói vài câu khách sáo trên quan trường liền đó nghiêm mặt nói các đồng chí mặc dù các hạng mục công tác của tỉnh a đều tiến hành rất tốt nhưng trên thế giới này không có chuyện thập toàn thập mỹ trong công tác tồn tại lỗ thủng nhất định cũng là điều tất nhiên mục đích trung ương thành đơn vị tuần sát chính là đốc thúc các cán bộ lãnh đạo chủ yếu của địa phương trong quá trình thi chính phải thận trọng không phạm hoặc là ít phạm sai lầm có lẽ mọi người đã hiểu tính cách của tưởng một thành tôi Tính cách của tôi tương đối ngay thẳng, thấy cái gì thì nói cái đó, sẽ không giấu giếm. Thấy cán bộ làm việc nghiêm túc có trách nhiệm sẽ biểu thị tán thưởng, kính phục, nếu như thấy cán bộ làm việc không có trách nhiệm, như vậy người nên phê bình, phải phê bình, nên giáo dục phải giáo dục, thậm chí nếu như phạm sai lầm tương đối nghiêm trọng, như vậy chúng ta cũng sẽ không chút khách khí báo cáo sự sai lầm này đến trung ương Đảng, dựa theo đảng kỷ quốc pháp, phạm điều nào thì xử điều đó, tuyệt không nuông chiều nhân nhượng đây chính là thái độ của tôi tưởng bí thư nói xong lướt ánh mắt đảo qua trên mặt các cán bộ lãnh đạo đang tham gia hội nghị một loại áp lực nghiêm nghị ập đến đang ngồi đều là quan lớn đã ngoài cấp phó bộ gặp phải ánh mắt sắc bén của tưởng bí thư cũng nhịn không được mà hải hùng trường kỳ công tác tại trung kỷ ủy án tử điều tra đã hàng vạn cũng không biết có bao nhiêu cán bộ đã bị hủy tiền đồ ở trên đầu ông ta khi ánh mắt của tưởng bí thư đảo qua trên mặt liễu tuấn thì hơi dừng lại khóe miệng liễu tuấn hiện ra một nụ cười thản nhiên trấn định thậm chí còn có chút chẳng hề để ý điều này khiến cho tưởng bí thư khẽ giật thót trong lòng rất khó chịu xem ra nha nội chính là nha nội tuy đã làm phó bí thư tỉnh ủy nhưng trong nội tâm vẫn không thay đổi tập tính công tử tưởng bí thư hơi nhíu mày sau đó lập tức hồi phục bình thường động tác rất nhỏ giữa tưởng bí thư và liễu tuấn rất nhiều người cũng đều thấy được trong lòng cũng là khẽ động xem ra mục tiêu lần này của tổ tuần sát trung ương đã rất rõ ràng, vừa nghĩ đến điểm này, trong lòng rất nhiều quan viên nhất thời yên ổn, trở nên khí định thần nhàn. Người ta không phải là hướng vào mình thì hoãn cái gì. Tuy nhiên những quan viên này chỉ thoáng được an tâm, lập tức lại trở nên thấp thỏm, mọi người có lẽ cũng biết, tổ tuần sát trung ương tổng cộng có 9 người, nhưng hiện tại ngồi ở chỗ này chỉ có 6. Ba vị khác sớm đã đến thành phố Ngọc Lan Thị và đang tiến hành điều tra ngầm. Ngày hôm qua mấy đồng chí này đã nói chuyện qua điện thoại với tôi, nói là đã thu thập được một vài tình huống, trong đó có tình huống tương đối nghiêm trọng. Việc này tạm thời tôi chưa làm đánh giá. Công chỉ đảng của tôi xưa nay là không oan uổng một người tốt, cũng không buông tha một người xấu. Nếu như có một số đồng chí thực sự hữu bại biến chất, không quan tâm đến nỗi khổ của quần chúng nhân dân, như vậy tôi cũng sẽ không chú ý đến tình huống của người đó mà báo cáo sự thật với lãnh đạo trung ương. Bước tiếp theo của tưởng bí thư lại tung ra một tin tức kinh người. Rất nhiều quan viên nhất thời hít một hơi dài, chương 1569, lá gan của anh không nhỏ. Tổ tuần sát trung ương đến vẫn chưa ảnh hưởng đến việc hàng ngày của Liễu Tuấn, y vẫn là đâu vào đấy, thậm chí khi yêu hải anh đề xuất muốn tới thăm còn bị y khéo cự tuyệt. Lúc này, nhóm tổ tuần sát chính là tiêu điểm ánh mắt của tỉnh A, hầu như toàn bộ các quan lớn của tỉnh thành phố đều nhìn chầm chầm vào các thành viên của tổ tuần sát lúc này yêu hải anh đăng môn bái phỏng có thể sẽ bị người khác hiểu lầm sau khi bị liễu tuấn khéo cự tuyệt yêu hải anh cũng không có kiên trì mỉm cười treo điện thoại liễu tuấn không cho yêu hải anh đăng môn bái phỏng cũng không có quy định nói các cán bộ cấp dưới trước đây tại tỉnh a của yêu hải anh không thể đi bái phỏng bà thí dụ như đám người phan tri nhân vu hoài tính chính là cấp dưới cũ của bà lãnh đạo cũ trở lại cố hương cấp dưới đi thăm chính là việc thiên kinh địa nghĩa là lễ tiết cần có về phần sau khi đám người Phan Tri Nhân đi thăm yêu Hải Anh xong đương nhiên cũng không có người có thể cấm họ đến chỗ Liễu Tuấn, nói chuyện tâm tình cùng lãnh đạo cũ. Trong lòng Liễu Tuấn nhớ đến vấn đề căn hộ tại khu An Trí, ngay ngày hôm sau tổ tuần sát Trung ương đến đây Liễu Bí Thư đã đích thân chạy qua đó. Toàn bộ khu An Trí chính là một công trường thật lớn, các loại kiến trúc lớn nhỏ đang khẩn trương thi công. Khu vực này thuộc về quản hạt của khu Trường Hà, chỗ giáp giới giữa khu Trường Hà và khu Hoa Thành thời gian liễu tuấn chủ chính khu trường hà đã tiến hành xử lý xanh hóa sau khi xác định là địa chỉ nơi làm việc của phủ thị chính mới đã tiến thêm một bước tăng cường xử lý hoàn cảnh xanh hóa bồn hoa và xanh hóa khắp nơi có thể thấy được chỉ là xe cổ kiến trúc qua lại rất nhiều bụi bặm đầy trời những hoa cỏ nơi đó đều bị nhiễm bụi đầy mặt trong có phần phờ phạt lù lù. xe số 1 của liễu bí thư chạy trên con đường rộng rãi nhưng cũng không sạch sẽ mặc dù phủ thị chính mới chưa xây thành tên gọi của đường đã bắt đầu sử dụng, điều này cũng rất tốt, dù sao đã có người sinh hoạt bên này thì nên có một địa danh nghiêm chỉnh, cũng thuận tiện thư từ qua lại. Khu an trí cho hộ dân di dời được xây cách phủ thị chính mới khoảng chừng hơn 1.000 mét, chỉ nhìn vẻ ngoài, tiên hoa lục thảo thấp thoáng, hoàn cảnh cực kỳ tươi đẹp, có thể nói những căn hộ này là nhóm cư dân đầu tiên của khu Tân Thành, đường xi măng thông thẳng đến bên trong của khu an trí. Tác phong xưa nay của Liễu Tuấn chính là Kinh Sa Giảng Tòng không thích làm ra cảnh tiền hô hậu ủng. Lần này y cũng chỉ gọi thêm chủ nhiệm ban quản lý di dời Dương Tư Ngôn và cục trưởng xây dựng thành phố Hạ Vũ, tổng cộng 3 chiếc xe, nếu như không phải là nhãn hiệu Audi hiển hách quá thì không ai biết đây là bí thư thành ủy đã đến, các tòa nhà lầu của khu an trí nhìn từ bề ngoài giống nhau như đúc. Mỗi tòa cao 7 tầng, chỉ những tòa hơi nghiêng được đánh dấu chữ số Ả Rập trên vách tường. Liếc mắt nhìn qua, từng dãy từng dãy giống nhau về chiều cao, dáng dấp vô cùng chỉnh tề. Tuy nhiên liệu bí thư đối với loại hình thức này không phải là rất tán thành. Có phần giống như khu nhà của công nhân ở vùng ngoại ô Moscow, mấy trăm tòa nhà giống nhau như đúc sang sát nối tiếp nhau sắp thành hàng, ngay cả cửa cũng không có gì khác nhau, ban ngày còn đỡ, có thể thấy rõ số thứ tự trên từng căn nhà, nhưng khi đến buổi tối không có ánh sáng thì bảo người khác làm sao mà phân biệt. Không chỉ nói khách từ bên ngoài đến, ngay cả cư dân ở đó chỉ sợ cũng không dễ phân biệt. Tình hình lạc đường hẳn là sẽ xảy ra bình thường. Nhìn thấy diện mạo như vậy, Liễu Tuấn nhíu mày, quay đầu nói với Dương Tư Ngôn. Lão Dương, như vậy không tốt, rất dễ lạc đường. Dương Tư Ngôn là cán bộ đã hơn 40 tê, vóc người gầy nhom, còn thích mặc áo kẹp nách, nhìn qua còn già hơn so với tuổi thực tế. Vừa nghe nói thế Dương Tư Ngôn vội tiến nhanh tới một bước, hơi không người, đáp. Đúng vậy, Liễu Bí Thư, chúng tôi cũng nhắc nhở qua chuyện này với chủ thầu xây dựng, họ nói lúc trước chính là thiết kế thành như vậy không phải là họ sai liễu tuấn không hài lòng nói họ sai chẳng lẽ không thể sửa lại chỉnh thể thiết kế của nhà lầu không thể sửa từng giao lộ không biết bố trí một tiêu chí rõ ràng sao buổi tối về nhà cũng không đến mức đi lầm đường không phải mỗi người ra ngoài cũng mang theo đèn pin đấy chứ khi về đến chỗ này còn phải rọi từng nhà lầu để tìm số nhà hả dương tư ngôn vừa nghe hơi đau đầu liễu bí thư chất vấn quả thực rất có đạo lý chú ý đơn giản như vậy vì sao mình không nghĩ ra chứ? Đúng vậy, đúng vậy, liễu bí thư, là chúng tôi làm việc không cẩn thận, không chu đáo, tôi lập tức sẽ bảo họ tại ven đường, từng giao lộ thiết trí bản chỉ đường. Liễu Tuấn nói không chút khách khí, lão Dương, đây không phải là vấn đề không cẩn thận, việc này nói rõ, rất nhiều đồng chí chúng ta hoàn toàn không đặt tâm tư ở trên công tác. Chỉ cần anh hơi động đầu óc thì cũng biết như vậy sẽ không thích hợp mà. Sau đó phải chú ý. Liễu Bí thư đối với cán bộ bình thường hoặc là quần chúng rất có hòa khí, không kiêu ngạo chút nào. Nhưng đối với cán bộ phụ trách nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu mỗi bộ môn lại rất nghiêm khắc, công việc mà làm không chu đáo. Muốn nhìn thấy vẻ mặt ôn hòa của Liễu Bí thư đối với anh thì không có cửa đâu. Tuy là đầu mùa đông, trên óc Dương Tư Ngôn vẫn trướng mồ hôi. Nguyên nhân tại thành phố Ngọc Lan tất cả mọi người rất rõ ràng. Lời răng dạy của Liễu Bí thư tuyệt không đơn giản. Các cán bộ lãnh đạo trung tầng trên cơ bản đều đã đôi ba lần có cơ hội bị giáo huấn, Liễu Tuấn giáo huấn xong Dương Tư Ngôn cũng không để ý đến hắn nữa. Nói với cục trưởng Hạ Vũ, "Lão hạ, mấy tòa nhà nào xảy ra vấn đề đâu? Dẫn tôi qua xem thế nào." Kỳ thực vấn đề này thư ký Kha Khải Phàm của Liễu Tuấn đã báo rõ ràng, tuy nhiên Liễu Tuấn cũng không hỏi Kha Khải Phàm. Y cho rằng vấn đề như vậy thì hạ Vũ thân là cục trưởng xây dựng thành phố nên biết. Không biết chính là thất trách Hạ Vũ trẻ hơn Dương Tư Ngôn, chỉ ngoài 40, vóc người khá cao to, mặc dù chưa vượt qua vẻ khôi ngô của Liễu Tuấn nhưng cũng coi như là một người đàn ông khỏe mạnh, hiếm thấy chính là bụng vẫn chưa nhô ra, có thể thấy được thường ngày vẫn chú trọng rèn luyện, nhìn qua Hạ Vũ cũng trấn định hơn Dương Tư Ngôn, nghe vậy đáp, "Vâng, Liễu bí thư." Tòa nhà xảy ra vấn đề là tòa nhà số 86 và 87, mặt tường của hai tòa này rạn nứt khá nghiêm trọng. Mặt khác tòa nhà số 81 và 79 cũng xảy ra tình huống này, nhưng tương đối nhỏ hơn. Liễu Bí thư, từ nơi này đến căn số 86 khoảng 3 km lộ trình, chúng ta đi bộ hay là đi xe qua? Liễu Tuấn khẽ gật đầu, 3 km cũng không phải rất xa, đi bộ qua đi, có thể rèn luyện sức khỏe. Vâng, để tôi dẫn đường cho Liễu Bí thư, mời đi bên này. Hạ Vũ vội tiến nhanh tới vài bước, đưa tay làm một thủ thế mời xem ra hạ vũ đối với tình huống của khu này vẫn khá quen thuộc điều này cũng là bởi hạ vũ đối với tính cách của liễu bí thư có nghiên cứu sâu liễu tuấn lấy thanh thiên mà nghe tiếng đối với vấn đề dân sinh đều rất quan tâm hạ vũ biết liễu tuấn sớm muộn gì cũng sẽ đến khu này thị xác cho nên bình thường qua đây dạo quanh một chút so với dương tư ngôn phải trấn định hơn nhiều đương nhiên hạ vũ cũng chỉ trấn định bên ngoài trong lòng thì bồn chồn không yên Nguyên nhân liễu bí thư tới đây không phải là thị sát bình thường mà là tới để xử lý vấn đề, an trí nhà xảy ra vấn đề chất lượng, bất kể như thế nào một cục trưởng xây dựng như hắn tránh không thoát can hệ. Giám sát xây dựng vốn chính là chức trách của họ, hơn nữa, các lãnh đạo của tổ tuần sát trung ương cũng đã đến Ngọc Lan, ai biết nhóm khâm sai đại thần này có thể cũng đã theo dõi khu này rồi không, đây cũng là chuyện đáng lo, vạn nhất liễu bí thư bởi vậy mà bị liên lụy, Hạ Vũ là một người phụ trách giám sát chất lượng xây dựng cũng chạy không thoát, nhưng vấn đề đã xảy ra, nhà lầu cũng đã nứt, có làm gì cũng đã chậm. Trong lòng Hạ Vũ đã mang tổ tông 18 đời của Miêu Chính Cường Lão Tổng Điền Sản Hào Viễn Ân cần thăm hỏi qua một lần. Tốc độ đi bộ của Liễu Tuấn khá nhanh, đây không phải là đi tham gia hội nghị nên phải chú ý phong độ. Khoảng chừng hơn 20 p sau đã đi tới phía dưới tòa nhà số 86. Ngẫn đầu nhìn, Phía dưới chữ số Ả Rập đỏ tươi 86 có một cái khe tối om, dài phải hơn hai thước, chiều rộng hơn 10 cm. Sắc mặt Liễu Tuấn lập tức trầm xuống, trầm giọng hỏi: Lão hạ, đây là chuyện gì? Kết quả giám định của các anh là gì? Trong lòng Hạ Vũ giật thót, vội đáp: Liễu bí thư, vấn đề này vừa phát sinh thì chúng tôi cũng đã phái nhân viên kỹ thuật qua kiểm tra. Căn cứ theo phân tích của nhân viên kỹ thuật chủ yếu là bởi vì mấy tòa nhà này móng không vững, Toàn bộ nhà an trí đều dựa theo một tiêu chuẩn thống nhất để xây dựng, chiều sâu chân tường cũng thống nhất, nhưng tầng đất của mấy tòa này khá mềm, chủ thầu xây dựng chưa có tỉ mỉ kiểm tra, sau khi xây xong, tầng đất không chịu nổi áp lực của tòa nhà đã xảy ra hiện tượng bị lún, toàn bộ trọng tâm kết cấu đã bị chết đi, cho nên xuất hiện cái khe lớn như vậy, làm ăn thật vớ vẩn. Điền sản hào viễn sao lại làm như vậy, kiến thức cơ bản như vậy cũng không hiểu, thế mà cũng đòi làm điền sản khai phá buồn cười, khuôn mặt liễu tuấn trầm như muốn chảy nước. Hạ Vũ và Dương Tư Ngôn đều cúi đầu, không dám nhìn hai mắt của Liễu Tuấn. Còn có, cục xây dựng các anh giám sát công trình là thế nào? Tôi đoán là cũng chỉ lướt qua coi cho thôi chuyện. Thấy những tòa nhà phía trước không xảy ra vấn đề thì cho rằng vạn sự đại các hả. Liễu Tuấn lớn tiếng khiển trách, vân vân. Liễu Bí Thư là sai lầm của chúng tôi. Hạ Vũ bắt đầu vuốt mồ hôi, sợ hãi nói, vấn đề này, nghiêm trọng như vậy không phải là một câu sai lầm thì có thể qua phải nghiêm khắc truy cứu trách nhiệm của các nhân viên liên quan còn có đây là điều quan trọng nhất khi các anh phát hiện tình huống này đã áp dụng biện pháp gì toàn bộ cư dân đã rời đi chưa hạ vũ trong lòng nhảy loạn lắp bắp nói liệu bí thư chúng tôi chúng tôi đang xem xét điểm an trí mới đợi đợi liệu tuấn giận tím mặt cắt đứt lời biện giải của hạ vũ đợi tới khi nào đây đã là nhà nguy hiểm, anh còn chưa rõ hả? Lẽ nào phải chờ tới nó sụp xuống, xảy ra đại sự mới nhớ tới di dời hộ dân sao? Cho dù không có nhà thích hợp thì không biết tạm thời thu xếp. Để quần chúng ở trong căn nhà nguy hiểm sao? Hạ Vũ, lá gan của anh không nhỏ, liễu tuấn lớn tiếng quát, chương 1570, người tới trước của tổ tuần sát trung ương. Hạ Vũ nhất thời mồ hôi lạnh đầu đầy, cả người nhịn không được khẽ rung lên. Mặc dù tất cả mọi người rõ ràng Liễu Tuấn đối với cán bộ lãnh đạo yêu cầu rất nghiêm khắc, nhưng nổi giận như vậy mấy người Hạ Vũ vẫn là lần đầu tiên thấy được, sợ đến tâm kinh đảm chiến, cũng là hợp tình lý. Anh, anh quá chậm chạp, Liễu Tuấn giận dữ chỉ vào mũi Hạ Vũ, Dương Tư Ngôn cũng bị dọa, ở một bên nhỏ giọng nói, Liễu Bí Thư, tôi sẽ đi điều động lều để thu xếp điểm an trí tạm thời. Liễu Tuấn khoát tay nói, hiện tại đã là mùa đông, những căn nhà này muốn cải tạo cũng không phải trong 1,2 tháng, mùa đông khắc nghiệt, để quần chúng ở trong lều sợ rằng không thích hợp, nhất là người già và trẻ em sẽ không chịu được lạnh. Lúc này, Liễu Tuấn đã tỉnh táo lại, bắt đầu từ mặt kỹ thuật suy nghĩ biện pháp giải quyết, vậy cũng chỉ có thể tìm nhà cũ bỏ không? Dương Tư Ngôn bắt đầu suy nghĩ theo hướng của Liễu Tuấn. Liễu Tuấn suy nghĩ rồi nói, như vậy đi, trước tiên chúng ta lên xem tình huống nhà, trưng cầu ý kiến của quần chúng rồi mới đưa ra quyết định. Nói chung quần chúng phải nhanh chóng di dời khỏi đây, như vậy quá nguy hiểm, nếu thật sự xảy ra rủi ro thì hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, vân vân. Dương Tư Ngôn và Hạ Vũ vội vàng gật đầu, nhóm năm người đi theo cầu thang lên trên. Phải nói, những căn nhà này cũng được, mặc dù là nhà an trí theo đại chúng hóa, thiết bị lắp đặt bên trong cũng không phải rất keo kiệt, vật dụng nội thất bình thường vẫn phải có, tay vịn cầu thang bằng kim loại, kiểu dáng hoa văn rất đẹp, Liễu Tuấn nhìn thấy cũng gật đầu, cơn tức giận cũng hơi giảm bớt, mới vừa tới lầu 2, chợt nghe từ một căn phòng bên trái truyền đến giọng lớn tiếng, nói khẩu âm phổ thông hơi bản địa, tâm tình hình như khá kích động, lãnh đạo, xin anh qua mà xem, mấy cái khe trên tường nơi nơi đều có, đây chính là nhà mới hả, chúng tôi còn chưa ở được một tháng đã thành như vậy, các vị trong thành phố còn quản đến sự sống chết của chúng tôi nữa không đây, Hạ Vũ và Dương Tư Ngôn đều thất kinh, cả hai đều đọc được ý sợ hãi từ trong mắt đối phương. Nghe ý của người này rõ ràng là đang hướng. Người số một trong thành phố hiện đang đứng cùng họ, như vậy người này là đang cáo trạng với ai đây? Hai người hầu như đồng thời nghĩ tới tổ tuần sát trung ương. Gây rồi, các lãnh đạo của tổ tuần sát đã đến đây trước rồi, nhưng không biết họ thu được tin tức từ đâu. Hai người dè dặt dò xét sắc mặt của Liễu Tuấn, vẫn trấn định như hành, hoàn toàn đã bình tĩnh trở lại, không còn vẻ không vui. Trực tiếp đi về hướng cửa phòng đang mở đưa tay gõ cửa, rất lễ phép nói, xin hỏi, chúng tôi có thể vào không? Một câu nói bất thình lình đã cắt đứt màn nói chuyện của người trong phòng, mọi người cùng nhau nhìn qua. Hai người đàn ông trung niên trong đó tuổi tác hơi lớn liền lộ vẻ kinh ngạc, lập tức nở nụ cười, đi tới nên đón, ha ha, liễu bí thư tới rồi hả, xin chào xin chào. Hai người này cũng coi như người quen của Liễu Tuấn. Đang nói với Liễu Tuấn chính là Phó Bộ trưởng Bộ Giám sát Trình Văn Đạo. Người hơi trẻ hơn là phó cục trưởng một cục tại Trung tổ bộ Hoàng Trọng Quân, Trình Văn Đạo là cán bộ cấp phó bộ, lần này là phó tổ trưởng của tổ tuần sát trung ương, còn Hoàng Trọng Quân là cán bộ cấp cục chính ty, thành viên tổ tuần sát. Hai người này chính là một trong ba người của tổ tuần sát đã đến thành phố Ngọc Lan trước, phải nói, tin tức của Trình Văn Đạo và Hoàng Trọng Quân vẫn rất linh thông, tòa nhà tại khu An Trí xảy ra vấn đề, bí thư thành ủy như Liễu Tuấn cũng chỉ mới vừa biết được nhưng hai người này đã tới trước rồi. Xem ra thành phố Ngọc Lan có người rất hy vọng họ biết được tình huống này. Đương nhiên, hiện tại cũng không phải là lúc để truy cứu việc này. Liễu Tuấn Miễn cười nắm tay với Trình Văn Đạo, Hoàng Trọng Quân, xin chào Trình Bộ trưởng, Hoàng Cục trưởng, hai vị vất vả rồi. Ha ha, không vất vả, không vất vả, đây là trách nhiệm của chúng tôi mà. Liễu Bí Thư tới rất đúng lúc, quần chúng ở đây đang phản ánh với chúng tôi về vấn đề chất lượng nhà, Chúng tôi đang muốn liên hệ với phủ thị chính thành ủy các anh chứ đâu, các anh đã đến thì càng tốt, mời vào. Trình Văn Đạo cười mời Liễu Tuấn đi vào, dáng tươi cười trên mặt rất sáng lạng, hình như họ căn bản là không phải là tới điều tra, chẳng qua là tới Ngọc Lan làm khách. Đúng dịp ngẫu ngộ với Liễu Tuấn, có vẻ như kinh hỉ gặp gỡ ngoài ý muốn. Liễu Tuấn mỉm cười gật đầu, bước vào phòng. Những căn hộ ở đây đều dựa theo quy cách ba phòng một nhà kiến tạo, diện tích trong phòng khoảng chừng gần 100 mét phòng khách ước chừng hơn 20 mét, cũng không quá hẹp. Cách thức này cũng tương đương với phần lớn các căn hộ bình thường hiện nay ở thành phố Ngọc Lan. Nội thất trong phòng cũng có đẳng cấp như nhau, phần lớn hộ dân dời tới khu an trí nhà đều là tầng lớp có tiền lương bình thường, không phải là người đặc biệt giàu có. Mặt bằng này phản ánh chân thật tiêu chuẩn cuộc sống của người dân Ngọc Lan, ngoại trừ Trình Văn Đạo, Hoàng Trọng Quân, trong phòng khách còn có ba người, một bà lão tuổi chừng 60 hai người khác một nam một nữ ước chừng 30 t xem ra là một đôi vợ chồng, là chủ nhân của nhà này. Trình Văn Đạo chủ động giới thiệu cho Liễu Tuấn, chủ hộ nhà này tên Mạnh Khánh, người vợ có cái tên khá tao nhã, Khương Nhã Nghi, hai vợ chồng đều đi làm ở tòa cao ốc đệ nhất bách hóa tại thành phố Ngọc Lan. Mạnh Khánh là nhân viên bảo trì, Khương Nhã Nghi là nhân viên bán hàng, hai người có một con trai 10T đã đến trường. Ngày hôm nay là ngày nghỉ của hai vợ chồng nên ở nhà, tiếp đãi trình văn đạo và hoàng trọng quân bắc mạnh tiểu mạnh tiểu khương giới thiệu cho mọi người đây là các lãnh đạo trong thành phố phó bí thư tỉnh ủy tỉnh a kim bí thư thành ủy ngọc lan đồng chí liễu tuấn trình văn đạo mỉm cười giới thiệu cho ba người trong phòng mạnh khánh và khương nhã nghi không khỏi thất kinh có phần luống cuốn khi trình văn đạo hoàng trọng quân vào cửa cho họ xem qua công tác chứng minh chính là chức vụ tổ tuần sát trung ương cũng không có viết chức vụ phó bộ trưởng bộ giám sát và phó cục trưởng trung tổ bộ, hai vợ chồng Mạnh Khánh chẳng qua là người dân bình thường, đối với địa vị của tổ tuần sát trung ương vẫn không rõ lắm, chỉ là trình văn đạo, hoàng trọng quân khí độ trang nghiêm, không giống như là người xấu, trên giấy công tác chứng minh lại viết hai chữ trung ương thì đoán nhất định là nhân vật có thân phận, cũng khách khí tiếp đãi, rồi phản ánh cho họ nhiều vấn đề. Nhất là mới vừa đến nhà mới đã xuất hiện cái khe to càng khiến họ vừa sợ hãi lại vừa phẫn quốc. Nhưng mà nghe được danh hiệu của Liễu Tuấn, trong khoảng thời gian ngắn họ vẫn còn mê muội Phó Bí Thư tỉnh Ủy Kim Bí Thư Thành Ủy Ngọc Lan, đó là sự tồn tại uy phong hiển hách cỡ nào. Dù họ không biết quan trường cũng rất rõ ràng nam tử cao lớn nhìn qua còn trẻ hơn cả họ này chính là thủ trưởng số 1 của thành phố Ngọc Lan. Chào bác Mạnh, Tiểu Mạnh, Tiểu Khương, Liễu Tuấn Y theo trình tự già trẻ cuối người chào hỏi bà Mạnh lúc này mới nắm tay với Mạnh Khánh và Khương Nhã Nghi, đôi vợ chồng trẻ rất sợ hãi, sớm đã quên vừa rồi còn đang tức giận, lên án công khai các vị đứng đầu của thành phố Ngọc Lan, khẩn trương không ngớt nắm tay, liên thanh chào hỏi với Liễu Tuấn, chào hỏi xong, Trình Văn Đạo thu lại dáng tươi cười trên mặt, trầm giọng nói, Liễu Bí Thư, ở chỗ này chúng tôi đã nghe ngóng được một tình huống khá nghiêm trọng, Căn hộ này và căn hộ số 87 bên cạnh đã xuất hiện trình độ rạn nứt trên vách tường không giống nhau, vài chỗ còn rất nghiêm trọng, mời bí thứ đến xem đi. Trình bộ trưởng, tôi cũng vừa nhận được báo cáo chạy tới ngay, vừa rồi đã thấy được vết nứt trên tường ở bên ngoài. Liễu Tuấn đáp rồi đi với Trình Văn Đạo vào gian phòng ngủ cạnh phòng khách, quả nhiên trên vách tường thấy được vài vết nứt, mặc dù không to dài như vết nứt ở bên ngoài nhưng trong một phòng ngủ nhỏ cũng đủ khiến kinh tâm động phách. Một nhà ba người mạnh khánh đi theo phía sau, trên mặt lại lộ ra vẻ phẫn nộ. Liễu Bí Thư, theo tìm hiểu của chúng tôi, Căn hộ này vừa mới được xây, gia đình anh Khánh dọn đến chưa được 2 tháng đã xuất hiện vấn đề chất lượng nghiêm trọng như vậy, việc này rất không an toàn. Mặc dù Trình Văn Đạo trầm mặt nhưng giọng nói vẫn bình thản cũng không có cao giọng. Lần này những thành viên của tổ tuần sát trung ương đều là từ trung kỷ ủy, trung tổ bộ và cơ quan bộ giám sát đều đến, ngoại trừ yêu hải anh cùng hai thành viên khác, bao gồm cả tưởng lão, sáu thành viên còn lại cũng không có quan hệ thân cận với nghiêm liễu hệ, vẻ châm chích tương đối rõ ràng. Trình Văn Đạo là quan viên do một tay tưởng lão đề bạt, bằng không thì tưởng lão cũng sẽ không để hắn là người xung phong khởi hành. Nhưng tưởng lão có thể lấy tư cách là lão thành, cũng không có nghĩa Trình Văn Đạo cũng có thể. Phó Bộ trưởng Bộ Giám sát tuy quyền cao chức trọng cũng không thể khẳng định vượt qua Phó Bí Thư tỉnh ủy mà. Liễu Tuấn vẽ mặt chăm chú, gật đầu, Trình Bộ trưởng nói đúng, như vậy quả thực là rất nguy hiểm. Vị này là Cục trưởng xây dựng thành phố của thành phố Ngọc Lan đồng chí Hạ Vũ họ đã phái ra chuyên gia thăm dò qua, đã tìm được mấu chốt của vấn đề. Tòa nhà này và tòa nhà số 87 ở bên cạnh còn có hai tòa khác, do tính chất đất ở dưới nền tương đối sốt, khi chủ thầu xây dựng nhà đã không làm kiểm tra cẩn thận, chân tường chưa đủ sâu, móng đã chịu không nổi trọng lượng nhà nên lúng xuống, cho nên, bốn tòa nhà này đã không thể ở được, quần chúng không thể tiếp tục ở lại, trước hết cứ tạm thời di dời ra ngoài, sau đó sẽ tìm cách trình văn đạo thấy liễu tuấn đã có phương án xử lý khẩn cấp liền gật đầu tôi hoàn toàn tán thành với ý kiến này của liễu bí thư tổ tuần sát trung ương chủ yếu là phát hiện vấn đề cũng không thể bao biện làm thay giúp chính phủ địa phương xử lý mấy vấn đề này liễu tuấn đi ra ngoài phòng ngủ nói với bà mạnh mạnh khánh và khương nhã nghi thật xin lỗi bác mạnh tiểu mạnh tiểu khương căn nhà này đã xảy ra vấn đề chất lượng nghiêm trọng là sai sót của bộ môn chức năng chính phủ chúng tôi Tôi đại biểu phủ thị chính thành ủy Ngọc Lan xin lỗi với mọi người, xin lỗi toàn bộ cư dân ở bốn tòa nhà này. Chúng tôi sẽ trong thời gian ngắn nhất đưa ra phương án giải quyết, sẽ không để cho mọi người ở trong một căn nhà hư hại. Chương 1571, hiện trường hội nghị xử lý thường vụ. Tác phong công tác của Liễu Tuấn xưa nay sấm trên gió cuốn, lập tức cũng không trở về thành phố mà trực tiếp tại phòng làm việc của hội quản ủy tại khu An Trí tổ chức hội nghị xử lý thường vụ tạm thời mời hai người Trình Văn Đạo và Hoàng Trọng Quân cùng tham gia. Thị trưởng Lý Đào, Phó Thị trưởng Thường vụ Trung Vĩnh Minh nhận được thông báo cũng vội vã chạy qua. Mặt khác còn mời một nhóm cư dân như Mạnh Khánh, Khương Nhã Nghi làm đại biểu, cũng dự họp hiện trường hội nghị này. Người phụ trách của khu an trí lần đầu tiên tiếp đãi đại quan như vậy nên rất khẩn trương, khi châm trà cho Liễu Tuấn tay cũng hơi run run. Liễu Tuấn quan sát các nhân viên tham dự hội nghị rồi quay đầu nói với Lý Đào ngồi đối diện, đã thông tri cho chủ thầu xây dựng chưa? Lý Đào thấp giọng nói, đã thông tri rồi, Miêu Chính Cường nói đang ở huyện Ngọc Đông, đang chạy tới đây, có nên chờ hắn tới rồi mới bắt đầu không? Mặc kệ nói như thế nào, lần này sự cố chất lượng vẫn phải do chủ thầu xây dựng chịu trách nhiệm chủ yếu, đợi Miêu Chính Cường đến họp hình như cũng có đạo lý. Liễu Tuấn khoát tay, nói, không cần đợi, chúng ta cứ nghiên cứu trước vấn đề an trí của quần chúng, xử trí nhà hư hại có thể hoãn lại sau. Lý Đào liền gật đầu vẻ mặt có phần không dễ chịu theo lý thuyết nhiệm vụ như vậy tại khu an trí là việc trong phạm vi chức trách của thị trưởng hắn xảy ra vấn đề thì người đầu tiên chạy tới không ngờ là các đồng chí của tổ tuần sát trung ương bản thân việc này chính là sự phê bình đối với hắn tuy nhiên lý đào cũng biết lần này tổ tuần sát trung ương hình như là nhằm vào liễu tuấn cho nên hắn cũng hơi yên lòng các đồng chí mấy tòa nhà tại khu an trí xuất hiện vấn đề chất lượng rất lớn có thể nói đây là một sự cố chất lượng nghiêm trọng để cho nhiều quần chúng như vậy ở trong căn hộ hư hại chính là thất trách của Phủ Thị Chính và Thành ủy Ngọc Lan chúng ta, cũng là sự sỉ nhục của cơ quan chủ quản là chúng ta. Các đồng chí, đó chính là sự sỉ nhục. Nhà của cư dân quan hệ đến an toàn tài sản sinh mệnh của quần chúng, chủ thầu xây dựng cùng đơn vị thi công làm việc qua loa, kiểm tra không cẩn thận mới dẫn đến xuất hiện vết nứt ở trên các căn hộ mới. Việc này chủ thầu xây dựng có trách nhiệm đơn vị xây dựng có trách nhiệm bộ môn giám thị của phủ thị chính có trách nhiệm. Đồng chí Hạ Vũ, cục xây dựng của đồng chí sẽ gánh chịu trách nhiệm chủ yếu của việc này. Liễu Tuấn chậm rãi nói, thần sắc nghiêm trọng, Hạ Vũ đỏ mặt, xấu hổ cúi đầu, thấp giọng nói, vâng, Liễu Bí Thư, tôi. Tôi xin kiểm điểm sâu sắc với Bí Thư, với phủ thị chính thành ủy, quả thực là bởi vì chúng tôi đã không giám thị chu đáo mới để xuất hiện vấn đề này tôi lấy tư cách cục trưởng xây dựng thành phố vì thế sẽ gánh chịu trách nhiệm chính thỉnh cầu phủ thị chính thành ủy xử phạt tôi lý đào lớn tiếng nói đồng chí hạ vũ xử phạt nhất định phải làm không chỉ có đồng chí các đơn vị giám sát chất lượng kiến trúc công trình phụ trách còn có ban quản lý việc di dời cũng phải gánh chịu trách nhiệm hạ vũ hơi sợ hãi nhìn lý đào lại thấp giọng nói đúng vậy lý thị trưởng tôi đề nghị xử phạt chủ nhiệm ban quản lý di dời dương tư ngôn cũng sắc mặt xấu hổ gục đầu xuống Hạ Vũ và Dương Tư Ngôn thường ngày cũng coi như là cán bộ lãnh đạo uy phong lẫm lẫm. Trong lĩnh vực của mình cũng đạp một cước đất trung núi chuyển, hôm nay trước mặt mọi người bị phê bình nghiêm khắc, sự phiền muộn trong lòng hai người này có thể nghĩ. Tuy nhiên hiện tại không quản đến những việc này, trước hết phải nghĩ biện pháp để tránh một kiếp này. Liễu Tuấn chậm rãi nói, trách nhiệm, có thể chậm một bước mới truy cứu, hiện nay có hai nhiệm vụ quan trọng nhất. Đầu tiên là phải nhanh chóng di dời toàn bộ người dân trong những căn hộ hư hại ra ngoài, không thể để họ tiếp tục ở trong những căn hộ nguy hiểm như vậy, quá nguy hiểm. Thứ hai chính là phải những tòa nhà còn lại, mặc kệ là đã làm xong đưa vào sử dụng hay là đang xây đều phải tiến hành kiểm tra chất lượng toàn diện một lần, nhìn xem có còn mối tai họa ngầm nào khác không, nếu có cũng phải lập tức xử lý. Nói chung, an toàn sinh mệnh của quần chúng phải đặt ở vị trí thứ nhất. Chuyện này, đồng chí Hạ Vũ Đồng chí phải lập tức tổ chức nhân viên, bắt đầu thực thi ngay, không được kéo dài." "Vâng, Liễu bí thư, tôi sẽ lập tức đi bố trí." Vội vàng đáp, trong mắt hiện lên một tia khao khát, bất kể như thế nào, ấn tượng của hắn ở trong mắt Liễu bí thư bình thường vẫn rất tốt. Ngoại trừ ngày hôm nay, Liễu bí thư vẫn chưa bao giờ quá nghiêm khắc với hắn, hiện tại Liễu Tuấn lại muốn hắn tổ chức nhân viên tiến hành kiểm tra đo lường chất lượng, xem ra nếu như xử lý thỏa đáng, cái mũ ô sa trên đầu hắn vẫn chưa bị rơi xuống đất, kỳ thực cũng chỉ ở tại Ngọc Lan, dưới thống trị của Liễu Tuấn các cục trưởng mới có thể khẩn trương như vậy. Nếu như đổi lại một nơi hoặc là một lãnh đạo khác, rất có thể hạ vũ không cần lo được lo mất như vậy, cùng loại tình huống như vậy, các thành phố nơi khác diễn ra vô số kể, cục trưởng xây dựng thành phố bởi vậy mà mất mũ ô sa hầu như ngay cả một người cũng chưa có, sẽ không có ai nghiêm khắc truy cứu trách nhiệm trên vấn đề này như Liễu Tuấn các đồng chí, còn có chư vị đại biểu của cư dân, chúng ta cùng nhau thương lượng để an trí như thế nào mới là thích hợp nhất. Đã đến mùa đông, hai tháng nữa sẽ đến năm mới, tôi hiểu tâm tình của mọi người lúc này, thật sự là không muốn dọn nhà, ai cũng không muốn đi qua đi lại mà, nhưng hiện tại tình huống đặc biệt, không dọn không được, xin mọi người hiểu cho, đây cũng là suy nghĩ cho an toàn sinh mệnh của mọi người. Mọi người nghĩ ra biện pháp gì đều có thể nói, tiếp thu ý kiến quần chúng mà. Ngày hôm nay chúng ta nhất định phải xác định được chuyện này, không thể tái kéo dài." Liễu Tuấn đối mặt với các đại biểu cư dân, nói rất thành khẩn. Các đại biểu cư dân vốn đang đầy một bụng tức, rất không vừa lòng đối với các vị quan chức trong thành phố, có người nhận được tin tức là đại lãnh đạo của trung ương đang cải trang vi hành, nên chuẩn bị qua đây cáo trạng. Liễu Tuấn vừa đến đã lập tức tổ chức họp, mời họ cùng tham dự, ít nhiều cũng đã tiêu trừ bất mãn của các cư dân. Xem ra vị bí thư trẻ tuổi này thật đúng là liễu thanh thiên giống như dân gian đã lưu truyền là một vị lãnh đạo tốt chân chính quan tâm đến nỗi khổ của dân sinh bí thư tôi thấy vị thuận tiện cũng không cần phải dọn đến nơi khác làm gì ngay bên cạnh dọn ra một khu vực trống trải rồi dựng lều như vậy mọi người dọn nhà cũng tiện không cần phải lặn lội đường xa đợi sau khi cải tạo nhà xong sẽ dời đến nhà mới cũng tiện mà lý đào đưa ra ý kiến trước cách nghĩ cũng khá nhất trí với dương tư ngôn vừa nghe lời này của lý đào lập tức có rất nhiều đại biểu trên mặt lộ ra ý không hài lòng và lo lắng một người niên nhân ở hàng phía sau đứng lên bộ dạng rất muốn đưa ra ý kiến liễu tuấn hướng về cậu ta gật đầu ôn hòa nói chàng trai có chuyện gì cứ nói à liễu bí thư lý thị trưởng tôi cảm thấy là lều không hợp trời lạnh như thế thanh niên chúng tôi thì còn được chứ người già và trẻ em thì không thể chịu nổi cậu kia hơi đỏ mặt cố lấy dũng khí lớn tiếng nói, Liễu Tuấn mỉm cười gật đầu, đúng vậy, ý kiện này rất hợp lý, tôi cũng suy nghĩ như thế. Ngoại trừ lạnh cũng phải suy nghĩ đến vấn đề an toàn, ở đây tương đối hẻo lánh, lều mặc dù có thể che gió che mưa, tính năng an toàn khác thì sẽ không tốt như vậy. Thấy bí thư thành ủy đồng ý ý kiến của mình, cậu thanh niên rất kích động liên tục gật đầu rồi ngồi xuống. Lý Đào nói, bí thư, chúng ta có thể dùng loại lều dày nhất, tính năng chống lạnh cũng sẽ không kém về phần vấn đề an toàn tôi nghĩ có thể tạm thời thiết lập phòng cảnh vụ phái thêm cảnh sát tiến hành tuần tra không ngừng cũng có thể giải quyết được đây cũng là thói quen của lý đào phàm là ý kiến hắn đã nhận định thì sẽ kiên trì sẽ không đơn giản bị người khác thuyết phục liễu tuấn nói ý kiến của thị trưởng cũng có đạo lý ừ các đồng chí khác cũng nói đi để xem còn có phương thức nào có thể giải quyết không nói thoải mái đi như vậy mới có thể chân chính tiếp thu ý kiến của quần chúng Phó thị trưởng thường vụ Trung Vĩnh Minh nói, bí thư, lý thị trưởng, tôi có một kiến nghị, chúng ta hay là cứ suy nghĩ đến yêu cầu của quần chúng, tận khả năng an bài cho họ ở trong nhà ngói xi măng đi, cho dù là nhà cũ cũng không sao, dù sao chỉ là sắp xếp tạm thời mà thôi, thời gian hẳn là cũng không ở lâu, việc này chúng ta có thể nghĩ biện pháp từ nhà xưởng nào đó, rất nhiều nhà xưởng cũ đều đã đình công, công nhân viên chức cũng đã nghỉ việc, hy vọng cũng có thể dọn ra được một số phòng trống. Liễu Tuấn sáng mắt, nói, "Ừ, kiến nghị này của thị trưởng Vĩnh Minh tôi cho rằng rất tốt. Tôi nhớ là tổng công ty Trường Phong có rất nhiều công nhân viên chức đã đến khu nhà ở tập thể mới xây, khu nhà họ ở lúc trước chủ yếu là một số nhà trệt đều đang bỏ trống, tôi thấy có thể liên hệ với họ thử xem có thể dọn ra một số căn hay không, tạm thời thu xếp cho quần chúng ở đây." "Đúng vậy, bí thư, tôi cảm thấy như vậy khá thỏa đáng, nếu như ở công ty Trường Phong, phương tiện cuộc sống của họ cũng khá đầy đủ." Nếu quần chúng tạm thời được thu xếp ở đó, cho dù qua Tết âm lịch cũng có thể thuận tiện mua được hàng Tết, Trung Vĩnh Minh mỉm cười nói, vừa nói vừa liếc nhìn Lý Đào. Trong khoảng thời gian này trong lòng Trung Phó Thị trưởng không hề thoải mái chút nào, chủ yếu vẫn là bởi vì biểu hiện của Lý Đào, hùng hổ dọa người. Nếu như chỉ là Lý Đào cường hoành thì cũng không có gì, cho dù phía sau Lý Đào là một bí thư tỉnh ủy, Trung Vĩnh Minh cũng không phải quá sợ hắn. Dù sao trước đây Trung Vĩnh Minh cũng là cán bộ rất cường thế, còn là địa đầu xà tại thành phố Ngọc Lan, thân tính của Liễu Tuấn, những người của phủ thị chính đa số là hướng về hắn. Điều duy nhất khiến Trung Vĩnh Minh đau đầu chính là Liễu Tuấn hình như cũng rất ủng hộ Lý Đào. Một số yêu cầu Lý Đào đề xuất mặc kệ là điều chỉnh cán bộ hay là quyền lực tài chính. Trên cơ bản Liễu Tuấn đều thỏa mãn, trong lòng Trung Vĩnh Minh không thoái thác được, không biết tới cùng Liễu Bí Thư có dụng ý gì, lại hỏi ngay mặt nên chỉ có thể đặc biệt chú ý cẩn thận. Hôm nay nắm được cơ hội, đương nhiên phải khoe khoang một chút anh là bộ ủy quốc gia đi xuống thì thế nào chỉ biết lý luận suông luận đến năng lực xử lý vấn đề thực tế hơ hơ còn kém lắm đương nhiên lý đào cũng đang tức lộn ruột chỉ là trước mặt mấy người liễu tuấn và trình văn đạo hoàng trọng quân không thể trừng mắt hăm dọa chung vĩnh minh liễu tuấn nói các đồng chí khác còn có ý kiến gì tốt thì cứ đề xuất mọi người cùng nhau thảo luận lúc này mạnh khánh đứng lên nói liễu bí thư nếu tạm thời dọn ra ngoài ở tại công ty trường phong cá nhân tôi không có ý kiến tôi chỉ muốn hỏi nhà mới đến lúc nào có thể xây xong không dối gạt ngài liệu bí thư nếu như để cho chúng tôi vào ở trong một căn nhà hư hại như vậy chúng tôi không dám đúng 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 việc này phải nói rõ trước không thể ở nhà hư hại lập tức có mấy đại biểu cư dân phụ họa theo